plot chart này. Đây sẽ là một cái cơ bản nhất về scatter plot. Và phần thứ hai đó chính là scatter plot chart kết hợp với các trendline. Thì ở đây thì mọi người có thể thấy được đó chính là theo từng những cái nhóm ngành hàng ấy, thì nó sẽ cho ra mình một cái trendline riêng và mình sẽ sử dụng những cái trendline này như thế nào vào trong Tableau. Đó, thì năng lượng thì mình sẽ chia sẻ sâu hơn với mọi người. Đó, phần thứ ba đó chính là cái phần về waterfall chart. Đây thì nó sẽ có, như mọi người có thể thấy nó như cái tên thôi. Waterfall đó chính là cái thác nước đúng không? Thì đây nó sẽ có cái hình dạng như là cái thác nước này. Và phía trên này sẽ là cái đỉnh. Và từ những cái trên này nó sẽ đổ xuống phía dưới. Nó sẽ có hình dạng như thác nước. Thì đây thì waterfall chart thì cho mình thấy được đó chính là thứ nhất đó chính là cái giá trị, có thể là doanh thu hoặc lợi nhuận từ từng những cái yếu tố mình phân tích. Và thứ hai đó chính là cái phần mà thể hiện cái giá trị đóng góp tăng thêm của từng những cái thành phần mà trong cái chuỗi giá trị mình đem vào phân tích ở trên Tableau. Và thứ ba thì mọi người có thể thấy được đó chính là nó sẽ thể hiện cho mình thấy được đó chính là cái giá trị âm này. Từ những cái này nó sẽ tròn xuống cho mình, nó sẽ đem cho mình một cái nhìn nó trực quan hơn về các cái giá trị mà nó thể hiện. Ví dụ như mọi người có thể thấy là khi mà mình vẽ cái bar chart ngày xưa đó, thì ví dụ như là cái dương thì là nó sẽ từ dưới nó hướng lên phía trên đúng không? Còn âm thì nó sẽ ngược lại. Đó. Còn ở đây thì mình sẽ thấy được đó chính là cái waterfall chart nó sẽ có đem cho mình một cái nhìn nó trực quan hơn. Cũng như là mình khi mà quan sát thì mình sẽ dễ dàng thấy được đó chính là các cái phần đóng góp tăng thêm của từng những cái thành phần vào tổng. Ở đây nó chính là tổng này. Tổng doanh thu là tổng lợi nhuận của mình là bao nhiêu. Phần thứ ba nó chính là 3x3 chart. Trước đây thì mình cũng đã, mọi người cũng đã tham gia các buổi training trước thì mình cũng đã biết về bullet chart này, side by side bar chart nữa, các cái loại bar chart mình sử dụng đùa hay xít với nhau. Thì đây thì hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến mọi người một cái biến thể mới của bar chart, đó chính là 3x3 chart. Ở đây thì mình đang lồng ghép đó chính là các cái giá trị doanh thu và cái tổng doanh thu trung bình của tất cả các cái sản phẩm mà mình có. Đó, thì ở đây thì mọi người có thể dễ dàng so sánh được là cái doanh thu nào của cái sản phẩm nào nó đang vượt trên cái mức doanh thu trung bình của tất cả các sản phẩm, cũng như là các cái doanh thu nào, ví dụ như là sản phẩm machine này, copier hay là vlog. Đó, thì nó đang chưa đem lại cái hiệu quả cao về mặt doanh thu. Đó, qua đây thì mọi người sẽ thấy được là những cái sản phẩm nào mình có thể đẩy mạnh doanh thu của nó, để đẩy mạnh cái phần cái doanh thu đem lại cho mình. Ok, đi vào từng những cái trạng ha. Mình sẽ giới thiệu qua về các cái hình dạng cũng như là cái ý nghĩa của từng những cái trạng này. Thứ nhất là scatter plot chart. Đây sẽ là cái trạng đầu tiên mình sẽ đi triển khai cũng như là thực hiện cái trạng này. Đó. Ở đây thì scatter plot thì nó sẽ thể hiện cho mình là một tương quan giữa hai cái measure. Ví dụ như mọi người có thể thấy được các cái measure quen thuộc trong cái quá trình mình tham gia các cái buổi training của Tableau. Ví dụ như là doanh thu này, lợi nhuận này, số lượng đơn hàng đúng không? Các cái số lượng cửa hàng. Đó, thì nó sẽ thể hiện mối tương quan giữa hai cái bây giờ như vậy. Thì ví dụ như là ở đây mối tương quan đó là gì? Ví dụ như là cái sản phẩm như này khi mà mình tăng doanh thu thì cái lợi nhuận của mình nó sẽ ảnh hưởng như thế nào? Nó sẽ bị ảnh hưởng ít hay nhiều. Ví dụ như là mình tăng doanh thu một sản phẩm này thì cái lợi nhuận nó mình ghi nhận về nó lớn hơn hay là mình nó cao hơn so với mình tăng doanh thu cũng như là đẩy mạnh doanh thu của cái sản phẩm khác. Đó. Ví dụ như mọi người có thể thấy đây đối với sản phẩm là chính là đây mình có tên này Furore đúng không? Đó. Thì khi mà mình tăng doanh thu của sản phẩm này thì cái lợi nhuận của nó ghi nhận về là dương đúng không? Còn ngược lại ví dụ như bạn thấy là ở trong cái phần đó chính là cái nhóm sản phẩm machine này có cái sản phẩm Cisco Teleprint. Thì là khi mà mình tăng doanh thu của nó ấy, thì là cái lợi nhuận của nó ghi nhận về nó âm. Thì ở đây mọi người sẽ quan sát được là những cái sản phẩm nào khi mà mình tăng doanh thu nó sẽ ảnh hưởng đến cái lợi nhuận của mình ít hay nhiều, cũng như là có hiệu quả hay là không. Tiếp theo thì đến với cái phần thứ hai trong buổi training của chúng ta ngày hôm nay. Đó chính là phần scatter plot trendline. Khi mình đã có được một cái scatter plot ở phía dưới rồi đúng không? Mình sẽ kết hợp được các đường trendline theo từng những nhóm ngành hàng. Thì ở đây mình đang có 3 nhóm ngành hàng. Đó chính là màu đỏ là technology này. Đây là của office supply. Cuối cùng là màu xanh là của furniture. Đó.
thì mọi người có thể thấy được, ví dụ như là cái đường của technology này cũng nó có độ dốc cao hơn như thế này, thì khi mà mình tác động lên đẩy mạnh doanh thu của cái nhóm sản phẩm này ấy, thì nó sẽ đem lại cái hiệu quả cao hơn so với những cái nhóm sản phẩm, những cái nhóm ngành hàng ở phía dưới như thế này. Ví dụ như ở đây cái nhóm sản phẩm là furniture này, thì khi mà mình đẩy mạnh cái doanh thu thì cái đường lợi nhuận, cái cột lợi nhuận, thì là cái cột dọc này, nó sẽ không có sự thay đổi nhiều khi mà mình đẩy mạnh doanh thu so với việc là mình đẩy mạnh doanh thu của nhóm sản phẩm là technology. Và như các bạn có thể thấy được là các sản phẩm của technology, các cái điểm màu đỏ đây đó chính là cái điểm màu đỏ này, thì hầu hết nó nằm ở trên cái đường, nằm ở phía trên cái trục không này. Thì trên này nó nằm trên cái điểm này rất là nhiều. Mà đặc biệt ở đây mình có một cái sản phẩm ví dụ như là Canon này, đúng không? Máy ảnh Canon đúng không? Khi mà mình đẩy mạnh doanh thu thì lợi nhuận của mình ghi nhận về đây, bạn thấy là tổng doanh thu là 1,4 tỷ đúng không? Thì ghi nhận lợi nhuận là gần 600 triệu rồi. Thì cái nhóm sản phẩm này nó đem lại cái lợi nhuận của mình cao hơn khi mà mình đẩy mạnh doanh thu so với những nhóm sản phẩm khác. Đó. Và những cái điểm mà nằm trên cái đường doanh thu này thì nó sẽ có cái biên lợi nhuận lớn hơn, chính là lớn hơn cái trung bình so với tất cả những nhóm sản phẩm khác. Tiếp theo đó chính là waterfall chart. Thì như vừa rồi mình đã giới thiệu đúng không? Nó sẽ thể hiện cho mình cái thứ nhất là cái giá trị doanh thu hoặc lợi nhuận của từng những cái sản phẩm. Ở đây thì mình đang làm theo là trên là tháng 5. Thì mọi người lát nữa mình sẽ làm cả hai trường hợp là tháng 5 và sản phẩm cho mọi người. Và thứ hai đó chính là nó sẽ cho mình thấy được đó chính là cái mức độ đóng góp vào cái tổng doanh thu cũng như là cái giá trị đóng góp tăng thêm của từng những cái thành phần. Và nó sẽ có cái hình dạng ở trên này, hình dạng thác nước này, từ phía trên như thế này nó sẽ trổ xuống, nó sẽ thả xuống nữa. Và đặc biệt thì ở đây đối với cái waterfall chart này thì nó sẽ thể hiện cho mình thấy được đó chính là các cái giá trị âm luôn, đó, mình sẽ dễ dàng quan sát được nó. Tiếp theo đó chính là cái band ba chart. Thì đây nó sẽ là một cái sự kết hợp mới khi mà trước đây mọi người đã có bullet chart này ở side by side ba chart. Thì tiếp theo thì mình sẽ đi tìm hiểu một cái mới nữa, đó chính là band ba chart. Thì ở đây thì mọi người có thể thấy được cái cột màu xanh này nó phản ánh cho mình đó là doanh thu của từng những cái nhóm sản phẩm đúng và thứ hai thì mình sẽ có được một cái cột này, cột màu trắng này sẽ phản ánh cho mình đó chính là cái tổng doanh thu trung bình của tất cả những cái sản phẩm. Thì qua đây thì mình sẽ dễ dàng so sánh được là những cái sản phẩm nào đang có cái doanh thu nó vượt trội hơn cũng như là cao hơn so với cái mức doanh thu trung bình. Đó. Và cùng với đó thì mình sẽ thấy được những cái sản phẩm ví dụ như machine này, accessory, copier hay là envelope thì nó sẽ có mức doanh thu thấp hơn so với mức doanh thu trung bình. Thì là mọi người sẽ nắm bắt được là những cái sản phẩm nào nó đem lại hiệu quả doanh thu cho mình cao. Đó. Thì qua đó thì mọi người sẽ tập trung phát triển những cái sản phẩm đó. Tiếp theo là ok thì là mình sẽ đi vào trong buổi training. Một cách là đi vào cái trang đầu tiên đó chính là scatter plot. Đây chính là một scatter plot này. Thì trong phần này thì mình sẽ đi thể hiện mối tương quan giữa hai cái giá trị major, đó chính là doanh thu và lợi nhuận, cũng như là thể hiện chi tiết hơn ở đó chính là các cái nhóm sản phẩm cũng như là theo từng những cái sản phẩm luôn để cho mọi người thấy. Ok thì mình sẽ tạo một cái sheet mới, mình sẽ đặt tên là scatter này. Phần này thì mình sẽ thể hiện mối quan hệ tương quan giữa đó chính là doanh thu và lợi nhuận đó. Mình sẽ kéo nó vào thôi. Đây mình sẽ kéo sale này vào trong phần column. Tiếp theo là profit, mình sẽ kéo nó vào phần row này. Ok, mình sẽ để chế độ entire view để cho mọi người dễ dàng quan sát hơn. Tiếp theo thì mình sẽ chuyển nó về dạng đó chính là circle, cái dạng hình tròn. Tiếp theo thì mình sẽ thể hiện cho mọi người thấy đó chính là theo cái cấp độ đầu tiên đó chính là các nhóm sản phẩm đó, mình sẽ thả nó vào detail như thế này. Tiếp theo thì mọi người sẽ kéo thêm cái phần subcategory vào trong thẻ label, hoặc là mọi người có thể giữ control này, mọi người đã có cái trường này rồi trong thẻ mark thì mọi người sẽ giữ control, mọi người thả nó vào thẻ label thôi. Thẻ label này thì sau khi thả vào nó sẽ hiển thị cho mọi người thấy đó chính là tên của từng những nhóm ngành hàng này cho từng những cái điểm.
mọi người sẽ dễ dàng quan sát được là những nhóm ngành hàng này của mình nó đang ở cái vị trí nào. Tiếp theo thì mình sẽ đó chính là theo một cái cấp độ cao chi tiết hơn, đó chính là cái product name mình cũng sẽ thả. Alo. Alo à? Ok, mình sẽ tiếp tục buổi chiến linh nhé. Như đây thì sau khi mọi người đã kéo drop name vào trong về phần đó chính là thẻ detail rồi đó, thì mọi người có thấy được đó chính là cái biểu đồ của mình nó đã chi tiết hơn qua từng những cái chấm tròn như thế này. Ví dụ như vừa rồi thì mọi người sẽ chỉ thấy trên biểu đồ của mình có khoảng tầm hơn 10 cái đúng không ạ? Nó sẽ tượng trưng cho chính là 10 cái subcategory của chúng ta. Và khi mà mình kéo thêm product name vào ấy, thì sẽ cái biểu đồ của chúng ta sẽ nó sẽ chi tiết hơn theo cái cấp độ, đó chính là theo từng những cái sản phẩm của mình. Đúng không? Thì tiếp theo thì mình sẽ kéo thêm, đó chính là mình sẽ thể hiện một quan hệ tương quan giữa doanh thu và lợi nhuận đúng không? Thì đây thì mình sẽ kéo profit từ thẻ row này, mọi người sẽ giữ control này. Mọi người sẽ kéo nó ở trong phần ở trên color. Ok. Cái phần đây gần về phần màu này mình tạm thời có thể ẩn đi. Thì sau khi kéo profit vào thì nó chia ra cho mình đó chính là hai cái khoảng màu. Màu cam thì nó sẽ đó chính là hiển thị cũng như thể hiện các cái giá trị profit đó. Tiếp theo đó chính là những cái màu xanh dương này. Đây. Nó sẽ thể hiện cho mình đó chính là những cái profit mang giá trị lớn không. Và những cái màu xanh dương nó càng đậm thì nó thể hiện cho nó chính là cái giá trị lợi nhuận càng lớn. Ngược lại như thế này, màu cam như thế này, cái lợi nhuận nó càng nhỏ thì cái màu cam nó sẽ càng đậm hơn. Và tiếp theo thì mình sẽ thấy được là trên biểu đồ mình cần phải thể hiện một cái giá trị nữa, đó là doanh thu đúng không? Thì đây mình đã có profit theo cái sao màu sắc rồi. Thì tiếp theo mình sẽ thể hiện doanh thu theo được trên cái size. Thì mình dựa vào đó thì mình sẽ quan sát được đó chính là nào ví dụ như ở đây thì mình có thể thực hiện thay đổi cái size này. Mọi người có thể kéo cái phần này. Đúng thì qua đây thì mọi người có thể thấy được là chính là mình đã có được một cái scatter plot như thế này. Ở trục cột dọc này nó sẽ thể hiện cho mình đó chính là cái giá trị lợi nhuận này. Và phần thứ hai đó chính là cái phần sale này, nó sẽ nằm ở phía hàng ngang. Thì ở phía này thì mọi người thấy được là mình sẽ có hai cái phần màu tương ứng này, nó sẽ nằm ở phía trên và phía dưới đúng không? Bởi vì nó đang thể hiện cho mình đó chính là cái giá trị về lợi nhuận. Ở phía trên này màu xanh này chính là những cái phần sản phẩm có cái lợi nhuận dương. Ví dụ như đây mọi người có thể kéo này, đây chính là cái lợi nhuận và doanh thu của nó. Và chính là những cái sản phẩm mà nó có cái giá trị lợi nhuận âm. Thì qua đây thì mọi người có thể thấy được là chính là những cái sản phẩm nào nó có giá trị lợi nhuận dương này qua cái màu sắc cũng như là cái vị trí ở trên cái biểu đồ đúng không? Và thứ hai thì mọi người có thể thấy được đó chính là mối tương quan giữa các cái sản phẩm các giữa hai cái giá trị là doanh thu và lợi nhuận đúng không? Thì ví dụ như ở đây đối với cái sản phẩm là binder này là doanh thu đó chính là hơn 365 triệu đúng không? Thì ghi nhận nhuận là 76 triệu. Thì qua đây thì mọi người thấy được chính cái sản phẩm này thì có doanh thu là dương và lợi nhuận cũng vậy. Ví dụ như một cái sản phẩm khác trong cái nhóm machine này thì mọi người thấy được ở đây này thì doanh thu nó rất là lớn nhưng mà cái lợi nhuận của mình ghi nhận về nó âm. Thì cái sản phẩm này thì có thể doanh thu nó lớn hơn so với rất nhiều những sản phẩm ở phía trong này. Nhưng mà cái phần lợi nhuận của mình ghi nhận về nó đang bị âm.
Thì ở đây mọi người thấy được là chính là tương quan giữa hai cái phần giá trị này. Khi mà mình tăng doanh thu thì mình cái lợi nhuận ghi nhận về của mình nó có tăng đồng thời theo cái phần doanh thu của mình không? Đó chính là cái phần tương quan. Thì đối với sản phẩm này, là sản phẩm Sico này, Teleprint đó. Thì mọi người thấy được chính là khi mà mình tăng doanh thu thì cái lợi nhuận của nó vẫn âm đó. Thì là cái sản phẩm này thì mình không nên boost doanh thu của nó nữa, bởi vì là cái lợi nhuận ghi nhận về của mình chưa hiệu quả so với việc là những sản phẩm ở phía trên này, ví dụ như là ở Helles này của nhóm sản phẩm này chính là Copier đó. Thì khi mọi người đẩy doanh thu của sản phẩm này thì cái lợi nhuận ghi nhận về của nó sẽ đem lại cái lợi nhuận dương và nó sẽ hiệu quả hơn so với việc là mọi người đẩy cái doanh thu của cái sản phẩm Cisco này. Thì là qua cái phần scatter plot chart này thì mọi người cũng đã thấy được đó chính là một cái phần tương quan giữa hai cái giá trị bây giờ, đó chính là doanh thu và lợi nhuận đó. Khi mà mình đẩy doanh thu thì là cái lợi nhuận của nó sẽ có thay đổi đồng thời theo cái chiều mà mình đẩy doanh thu hay không, hay là nó sẽ theo một cái chiều ngược lại. Ok, thì đối với cái phần scatter plot này, phần cơ bản này thì mọi người có câu hỏi thắc mắc gì về phần này không? Thì mình sẽ sang cái phần thứ hai nha. Đó chính là scatter plot chart trendline. Thì khi mà mình đã có được một cái scatter plot này rồi thì mình sẽ kết hợp với đó chính là đường trendline. Đây chính là cái một cái scatter plot chart kết hợp với trendline. Đó, thì đây mình đang có ba cái đường. Như đó chính là ba cái màu này. Màu đỏ đó chính là của nhóm ngành hàng technology. Cam này đó chính là của office supply và thứ ba là màu xanh dương này của furniture này. Đó. Thì các bạn thấy được đó chính là cả ba cái đường này. Thì đây chính là ba cái đường thể hiện cho ba cái trend line của ba tương ứng với ba nhóm ngành hàng. Thì như vừa rồi đầu buổi mình đã chia sẻ đó chính là cái đường màu đỏ này chính là của nhóm sản phẩm technology. Nó cái đường nó dốc hơn so với hai cái phần sản phẩm hai nhóm ngành hàng còn lại là office supply cũng như là furniture. Mọi người có thể thấy được đó chính là khi mà mình đẩy cái doanh thu của sản phẩm này ấy, thì lợi nhuận nó cũng đem lại cao hơn so với việc là mình đẩy doanh thu của từng của các cái nhóm sản phẩm đó chính là furniture và office supply. Ở phía cột dọc này thì mọi người như vừa rồi mọi người thấy đó chính là profit đúng không? Và phía dưới này phần ngang này đó chính là của sale. Thì mọi người có thể thấy được, ví dụ như mình lấy một điểm ở đây, ví dụ mình lấy điểm này thì mọi người có thể thấy được là chính là cái doanh thu là hơn 500 triệu đúng không? Thì cái lợi nhuận ghi nhận của nó đoạn này này nó nằm ngang này. Còn ví dụ như mọi người gióng nó lên cái phần cột màu cam này thì lợi nhuận của nó ở đoạn giữa này đúng không? Còn ví dụ như màu đỏ này thì nó sẽ cao hơn. Thì như mọi người có thể thấy được là khi mà mình đẩy doanh thu của từng những cái nhóm của từng những cái sản phẩm trong từng những cái channel như thế này thì nó sẽ có cái mức ảnh hưởng khác nhau đến với cái lợi nhuận của từng những nhóm ngành hàng. Thì ở đây là của technology có cái đường trendline này nó dốc nhất so với các cái đường còn lại nữa. Thì ở đây mọi người thấy được là khi mà mình đẩy doanh thu của cái nhóm sản phẩm technology này thì nó sẽ đem lại cái lợi nhuận cao hơn so với việc là mọi người tăng doanh thu của hai nhóm sản phẩm còn lại. Ở đây thì mình sẽ thực hiện đó chính là sửa nó về một chút. Đây thì mình đã chuyển nó về nó chính là một cái đường này. Thì mọi người thấy được đó chính là một cái đường này thì những cái sản phẩm nào đây sẽ là đường thể hiện cho cái trendline của tất cả những cái sản phẩm của mình gồm gộp cả ba nhóm ngành hàng Furniture, Office Supply và Technology. Thì đây đó chính là cái đường trendline của tất cả những sản phẩm. Thì những cái đường những cái điểm này nằm ở trên những điểm nằm ở trên cái đường này ở phía trên này này thì nó sẽ có cái biên lợi nhuận cao hơn so với cao hơn mức trung bình của tất cả những cái sản phẩm. Thì mọi người sẽ thấy được đó chính là mình sẽ có một cái list những cái sản phẩm như thế này.
mọi người có thể đẩy mạnh doanh thu của từng những cái sản phẩm như này sẽ đem lại lợi nhuận cao hơn so với những cái nhóm sản phẩm nằm ở phía dưới cái đường này. Đây mình sẽ quay lại cái phần trước, mình chia nó làm ba cái đường để mọi người dễ dàng quan sát. Đối với cái phần thứ hai này thì khi mà mình kết hợp giữa cả hai cái phần scatter plot ấy, cũng như là phần trendline này thì là sau đó thì mình sẽ đi thực hiện tạo một cái trendline để cho mọi người dễ dàng hình dung hơn nè. Cũng tương tự như vừa rồi đó, mình sẽ thể hiện mối quan hệ tương quan giữa hai cái giá trị là trên là sale đúng không? Mọi người cho nó lên phần column này. Tiếp theo profit mình có thể chuyển nó về dạng circle. Tiếp theo đó chính là cái category. Tương tự mình sẽ thả nó vào phần label. Tiếp theo đó chính là cái product name này, mình sẽ kéo nó phần detail. Sale, mình sẽ tạm thời mình thả nó vào phần file này. Ở đây thì mọi người sẽ vào phần ở trên là analytics. Thì mọi người sẽ có cái phần ở trên là trendline. Mọi người sẽ kéo nó vào, nó sẽ thả vào cái phần đầu tiên này. Layer này. Thì đầu tiên ở đây nó sẽ cho mình ra một cái đường trendline như thế này. Thì đây nó sẽ ra được cái đường trendline cho tất cả những cái sản phẩm mà chúng ta đang có. Đó. Thì như vừa rồi mình đã chia sẻ là những cái điểm nằm ở phía trên này, nằm phía trên cái đường trendline này. Thì nó sẽ có giá trị, đó chính là biên lợi nhuận lớn hơn và biên lợi nhuận trung bình của các cái sản phẩm khác. Tiếp theo thì để thể hiện cho ba cái đường trendline như vừa rồi thì mình sẽ kéo đó chính là cái category vào trong phần color. Mình sẽ thả nó vào. Đây chính là ba đường trendline tương ứng với ba nhóm ngành hàng. Đó chính là Furniture, Office Supply và Technology. Thì đối với hai cái phần này, đối với hai phần của scatter plot này cùng với phần trendline thì mọi người có câu hỏi thắc mắc gì đối với phần này không? Thầy thầy làm lại cái chỗ kéo cái trên like đi ạ. Kéo phần trendline đúng không? Ok. Đây đúng không? Phần trendline à, thì khi mà mình đã kéo được các cái product name vào phần detail rồi ấy, thì mình các bạn sẽ vào phần thẻ analytics này. Đây, ở phía trên này. Mọi người sẽ kéo phần trendline vào trong cái phần đầu tiên này. Cái phần line này này. Ok. Thì ở đây mình đã có đó chính là cái đường line của tất cả các cái sản phẩm. Đó. Đường trendline của tất cả những cái nhóm sản phẩm. Thì vừa rồi thì mình đã thực hiện có ba cái đường trendline tương ứng với ba nhóm ngành hàng đó. Thì sang đây thì mọi người có thể thực hiện và chính là kéo thêm cái phần category này vào trong phần color. Thì sẽ cho mọi người thấy đó chính là ba cái đường trendline tương ứng với ba nhóm ngành hàng. Đó. Hoặc là nếu như mọi người không muốn ba đường trendline này mà mọi người chỉ quan sát với một cái đường trendline thôi. Đó. Mọi người có thể thực hiện vào cái phần edit nó. Mọi người tích chọn, bỏ chọn cái phần này. Thì cái này nó sẽ phù hợp với từng những cái mô hình doanh nghiệp tương ứng. Ví dụ như là các bạn làm ở trong một cái doanh nghiệp lớn, nó sẽ chia ra làm những cái nhiều mảng và mỗi ví dụ như mỗi cái vị giám đốc, những cái vị quản lý thì họ sẽ phụ trách ra từng những cái mảng riêng. Ví dụ như là có người phụ trách mảng kinh doanh của technology chẳng hạn. Đó. Thì mọi người sẽ phải cái phần chia cái phần này ra, chia cái phần trendline này ra thành ba cái phần này. Thì mọi người sẽ dễ dàng quản lý theo từng những cái mảng hơn đúng không? Hoặc là ví dụ thì mọi người sẽ thấy được là mình sẽ đẩy mạnh doanh thu theo từng những cái nhóm sản phẩm như thế nào,
hoặc là những cái sản phẩm nhóm ngành hàng nào đang có cái hiệu kinh doanh nó chưa tốt thì mình có thể chỉnh sửa và sửa đổi cái mảng đó. Và phần thứ hai là hoặc là một cái mô hình doanh nghiệp thứ hai thì là ví dụ như là một người sẽ bao bọc nhiều những cái nhóm ngành hàng cũng là nhiều cái mảng hoạt động khác nhau, thì mọi người sẽ đầu tiên là sử dụng một cái đường trên line này thôi, thì mọi người sẽ quản lý bao quát tất cả, đó chính là từng cái sản phẩm của mình, những cái nhóm sản phẩm nào nó nằm trên hay nằm dưới cái đường trên line như thế này, thì mọi người sẽ đó chính là điều chỉnh cái chính sách để đẩy mạnh cái doanh thu cho nó. Ví dụ như là trong một cái doanh nghiệp, mọi người có thể sử dụng đó chính là đẩy mạnh cái chiến dịch quảng cáo hay là marketing ấy, các cái chi phí như vậy. Thì khi mà mình đẩy mạnh cái chi phí như vậy thì mình sẽ đem lại cái doanh thu cao hơn cho từng những cái nhóm sản phẩm. Thì là dựa trên những cái điểm scatter plot như thế này thì mọi người sẽ quan sát được là khi mình đẩy cái doanh thu cho cái sản phẩm nào ấy, những cái đường nào và những cái sản phẩm nằm ở trên cái đường trên line như thế này thì nó sẽ đem lại cái hiệu quả về lợi nhuận cho mình cao hơn so với việc là mọi người đẩy mạnh cái doanh thu cũng như là cái chi phí cho những cái điểm ở phía dưới như thế này. Thì ở đây cái doanh thu nó có lớn như thế nào thì cái lợi nhuận ghi nhận về của mình nó chỉ tâm thôi. Thì mọi người sẽ dễ dàng phân biệt được dựa trên cái đường trendline của một cái đường tổng quát như thế này, hoặc là mọi người có thể sử dụng của ba cái đường. Cái này thì nó sẽ tùy thuộc vào cái mô hình của từng những cái công ty riêng. Cái trendline nãy làm sao làm ạ? Là phần trendline đúng không? Ờ. Kéo cái trendline. Ok, cái phần này mình sẽ hướng dẫn lại. Rồi, kéo lại. Ok, phần này thì anh sẽ vào phần ở trên thẻ Analytics này. Rồi. Ok, anh vào phần thẻ trendline. Rồi. Anh kéo nó vào trong phần này, kéo phần trong phần chart này. Rồi. Đây, đây, anh kéo thả vào đây thôi. Rồi. Ok, chưa? Về cái phần này thì nó sẽ thao tác cũng như là thực hiện làm một cái chạc này nó tương đối là dễ. Nó thì là không biết bạn nào có muốn xung phong để mình vẽ lại cái phần này không? Tại sao cái màu của thầy là nó là lặt, còn cái của tôi vòng tròn là chỉ có vòng tròn thôi. Mấy cái màu á, mấy cái màu. À, màu á. Ờ, màu thì phần này thì em sẽ kéo theo phần cá thể. Cái mát thai anh kia đang để là bên anh kết thúc cái mát thai đi. Circle á, đúng rồi. Anh gì đó là đang để set đúng không ạ? Mình chỉ thành circle nó đặt rồi quá. Automatic cái là automatic á. Anh chuyển lại thành circle là nó thành cái màu đặt rồi quá. Sample á. Circle á, ok. Rồi. Circle đó lại vuông rồi. Circle anh, cái hình tròn đây nè. Circle đúng rồi. Giờ circle sorry. Rồi đúng rồi. Rồi thank you. Tại sao số liệu của thầy là số lớn quá, số liệu bên này là toàn là số nhỏ xíu à? Cái file của thầy là file nào ạ? À? Ở file này là mình đang sử dụng file ở trên Google Group của mình luôn. File cờ cốt mà không có Việt Nam phải không? Ở file Google Group là file Việt Nam. Mình đang sử dụng dữ liệu của Việt Nam. File dữ liệu Việt Nam hả? Việt Nam. Có đuôi là Việt Nam phải không? Dạ ok, cảm ơn. Cái số nó lại xíu không sao đâu anh, mình coi cái phương pháp thôi, chứ còn số thì một bên từng đô bên từng Việt thì nó chay nhau vậy thôi. Dạ ok, cảm ơn. Đối với phần này thì mọi người có câu hỏi thắc mắc gì đối với phần scatter plot không ạ? Ok,
Ok, nếu mọi người không có câu hỏi thắc mắc thì mình sẽ sang phần thứ ba, đó chính là waterfall chart. Thì waterfall chart này ở đây thì mình đang thể hiện cho mọi người thấy đó chính là cái phần thứ nhất là lợi nhuận của từng những cái tháng như thế này. Và phần thứ hai đó chính là cái phần giá trị đóng góp tăng thêm vào cái tổng và lợi nhuận lũy kế của mình, cũng như là cái tỷ trọng đóng góp của nó tương ứng như thế nào. Đó. Thì qua đây thì mọi người có thể thấy được đó chính là cái giá trị của từng những cái tháng cũng như là cái giá trị đóng góp tăng thêm. Đồng thời thì mọi người thấy được chính là cái tỷ trọng và cái phần thứ hai của cái waterfall chart này thì nó sẽ thể hiện cho mọi người thấy đó chính là cả những cái phần giá trị âm tương ứng, ví dụ ở đây mình đang có tháng 7 như thế này. Thì bên cạnh thì mình có thể thêm một cái phần grand total nữa, chính là cái thể hiện về tổng lợi nhuận trong cả năm như thế này. Thì ở đây thì mọi người có thể thấy dễ dàng quan sát được là từng những cái tháng như thế này thì tháng nào đang đóng góp cho mình cái lợi nhuận ít hay nhiều, như là cái tỷ trọng đóng góp của nó vào cái lợi nhuận tổng lợi nhuận của mình trong cả năm là bao nhiêu. Tiếp theo thì mình sẽ đi thực hiện đến mọi người chỉ là cái phần waterfall chart này. Ở đây thì mình sẽ thực hiện đầu tiên đó chính là với cái ở đây thì mình đang có đó chính là các cái lợi nhuận cho các tháng đúng không ạ? Thì đây mình sẽ làm một cái trước đó chính là lợi nhuận của từng những cái nhóm sản phẩm này. Đây thì mình sẽ thực hiện đó chính là subcategory, mình sẽ cho nó phần color. Tiếp theo là profit, thả nó trong phần row như thế này. Và tiếp theo thì mọi người sẽ thực hiện tạo cho nó một cái quick table calculation, đó chính là running total. Ở đây thì mình sẽ chuyển lại đó chính là entire view để cho mọi người quan sát một cách rõ hơn. Và tiếp theo thì mọi người sẽ chuyển đó chính là dạng chart của chúng ta về dạng đó chính là Gantt 3 này. Và sau khi chuyển về dạng Gantt 3 thì mọi người thấy được là như vừa rồi chúng ta đang có là dạng ba chart đúng không ạ? Thì khi chuyển về dạng Gantt 3 thì nó sẽ rút gọn về dạng là thành các cái thanh ngang như thế này. Tương ứng đây đó chính là các cái tổng cái lợi nhuận của từng những cái nhóm sản phẩm như thế này. Thì nó sẽ ở trên tại cái vị trí thanh ngang này. Tiếp theo thì mình sẽ thực hiện tạo một cái đó chính là cái đó chính là trừ của sum profit. Ở đây thì mọi người sau khi tạo thì mọi người sẽ thấy được đó chính là khi mình kéo nó vào size này thì từ những cái điểm bắt đầu là các cái điểm giá trị lợi nhuận của từng những cái sản phẩm này nó sẽ trỏ xuống dưới tương ứng với đó chính là cái giá trị mà nó thể hiện. Đó, ví dụ là từ những cái điểm như thế này đó chính là cái giá trị lợi nhuận là hơn 95 triệu này, nó sẽ trỏ xuống một cái khoảng đây. Cái khoảng màu xanh này tương ứng với cái size mà mình đã thả vào đây, thì đó chính là cái phần lợi nhuận tương ứng của từng những cái sản phẩm như này. Tiếp tục như ở đây, ví dụ tại vị trí đó chính là 2,2 triệu đúng không? Chính là cái lợi nhuận lũy kế vừa rồi mình đã tạo, thì nó sẽ trỏ xuống một cái khoản. Đây chính là cái phần tương ứng, cái phần đó chính là cái phần lợi nhuận của cái sản phẩm là Binder. Cũng tương tự như các sản phẩm khác. Thì ví dụ như ở đây mình đang có là Sixer đúng không? Thì ở trên này tại vị trí là 6,9 tỷ đúng không? Thì nó trỏ xuống một khoản tương ứng này, trên cái khoản màu xanh này chính là cái phần lợi nhuận của cái nhóm sản phẩm này. Và tiếp theo thì mình sẽ đó chính là cho thêm một số những cái thông tin, ví dụ như là tại những cái điểm này mình sẽ quan sát được là cái lợi nhuận của nó là bao nhiêu, bằng cách là cho mọi người sẽ kéo phần profit này vào trong thẻ label. Thì sau khi kéo vào xong ấy, thì mọi người thấy này, cái phần con số này tương ứng trên cái phần lợi nhuận. Còn nó sẽ là nghịch đảo của cái phần trừ sum này mình đã tạo như ở ban đầu. Thì đây tiếp theo mọi người sẽ thực hiện format lại để cho con số nó ngắn gọn đi thôi.
Ở đây thì mình sẽ chuyển nó về dạng đơn vị nó tỉ. Cho nó đậm hơn một chút. Ok. Tiếp theo trong từng những cái ô như thế này thì mình sẽ thể hiện cho mọi người thấy thêm một số những cái thông tin, ví dụ như là cái về tỷ trọng đóng góp theo từng tỷ trọng đóng góp của từng những cái nhóm sản phẩm này và tổng lợi nhuận của chúng ta ghi nhận là bao nhiêu. Thì mọi người có thể kéo thêm, đó chính là từ trên này này, mọi người sẽ kéo giữ control và kéo nó xuống, thả nó vào phần detail này. Thì khi mà kéo thả vào trong này thì mình đã có cái phần detail, cái phần chi tiết của cái lợi nhuận lũy kế, đúng không? Thì mọi người sẽ chuột phải và chọn edit nó. Ở đây thì mọi người đã có sẵn, đó chính là cái running total, chính là cái phần mà chúng ta đã tạo ban đầu. Thì mọi người sẽ add thêm, đó chính là secondary value này, secondary calculation này. Mọi người sẽ add thêm cho nó một cái trường tính toán thứ hai. Thì ở đây mọi người sẽ chọn, đó chính là percent of total. Thì sau khi tạo được cái percent total ấy, thì mọi người thấy được là khi mà mình kéo trỏ chuột vào thì mọi người sẽ thấy được là thứ nhất là tên cái nhóm sản phẩm này, thứ hai là doanh thu lợi nhuận lũy kế của nó này, thứ ba đó chính là cái phần trăm lợi nhuận lũy kế nó đóng góp vào cái tổng lợi nhuận của chúng ta là bao nhiêu. Ở đây thì là đến nhóm sản phẩm là Binder này thì tổng lợi nhuận lũy kế nó đóng góp vào đó chính là 33,81%. Phía dưới thì chúng ta sẽ có đây là con số lợi nhuận chính xác của nó. Tiếp theo thì mọi người có thể kéo thêm một cái nữa, đó chính là total. Mọi người sẽ kéo thả vào trong cái phần này, phần cuối cùng này, phần row grand total này. Mọi người thấy được đó chính là cái giá trị lợi nhuận này, nó sẽ tương ứng với bằng với tất cả các khoản lợi nhuận của tất cả những cái sản phẩm ở phía trước. Tốt lắm. Thầy làm lại biểu đồ này không ạ? Lấy toàn AGG chỗ sum profit nhỉ? Bắt đầu từ khoảng này đúng không? Vâng. Ok ha. Ở đây thì để mọi người tạo được ra một cái như vừa rồi, mọi người sẽ click hai lần vào đây. Mọi người sẽ được rõ, đó chính là trừ sum này của profit. Thế mọi người sẽ enter. Và tiếp theo thì mọi người sẽ kéo, đó chính là cái phần này, và chụp phần size, thẻ size. Thì từ những vừa rồi mọi người thấy là mình đã có một cái biểu đồ đấy này. Biểu đồ ngang nằm ngang như thế này. Đây chính là cái phần Canva này. Thì tại đây đó chính là các cái phần giá trị lợi nhuận lũy kế của từng những cái nhóm sản phẩm của mình. Tại sao đây đánh không được AGG? À không, anh ở đây anh không phải gõ chữ AGG đâu. Anh click hai lần và anh gõ là trừ sum thôi, chứ không phải là gõ chữ AGG. Cái phần trừ sum đó nghĩa là gì vậy anh? À ví dụ như mọi người có thể thấy là khi mà mọi người sử dụng cái sum profit, đây mình sẽ thể hiện cho mọi người thấy này. Đây chính là cái sum profit mọi người thường dùng đúng không? Đây đúng không? Thì đây nó sẽ bắt đầu từ những cái điểm Canva như này, nó sẽ thể hiện ngược lên. Đây ví dụ rõ nhất ở đây này. Mọi người thấy này, ví dụ như vừa rồi. Thì đây đó chính là cái đường Canva này, nó nằm phía ngang này. Thì nó sẽ thể hiện ngược lên phía trên. Thì nó sẽ không còn hình trạng là chỉ là một cái thác nước nữa, và nó sẽ không phản ánh đúng được cái phần biểu đồ của chúng ta. Thì đây mình sẽ thể hiện nó bắt đầu từ những cái điểm nằm ngang này, nó sẽ trỏ xuống dưới. Thứ nhất nó sẽ thể hiện cho mình thấy được là cả với những cái giá trị âm nó sẽ thể hiện một cách chính xác hơn. Và thứ hai nó sẽ thể hiện đúng nó trên là cái phần hình dạng là cái waterfall chart của chúng ta. Ở đây là cái trừ này nó sẽ thể hiện cho mình cái chiều ngược lại thôi. AGG là nghĩa làm sao rồi thầy? Nó là viết tắt của từ aggregate tổng hợp với anh. Đó mà bình thường mà anh kéo profit vào không á, là nó sẽ tự động là aggregate lại theo dạng sum, là nó là tổng hợp thành tổng. Nhưng mà ở đây á, là
trước cái chữ sum á, anh đánh thêm cái dấu trừ á, thì nó sẽ hiểu là sau khi aggregate xong á, anh làm thêm một cái bước đó, anh tính toán nữa. Thì thường nó sẽ để cho aggregate vào đó cho mình biết. Ok, cảm ơn ạ. Thì cái phần trừ sum này thì mọi người còn câu hỏi thắc mắc gì không? Nếu mà em làm ở trong cái thẻ mask trừ vô trực tiếp vậy á, thì nó sẽ không có sinh ra cái dimension nữa đúng không anh? Chỗ cái calculator á. À đúng rồi. Để cho em hỏi cái khúc đầu á, làm sao để cái găng ba nó sẽ đi lên như cái hết nước anh? Tại vì lúc mà em làm vô thì nó đang bị lạnh xòa. Ok, mình sẽ làm lại cái đoạn này ha. Thái ơi, dừng ở từng bước đó Thái. Tại vì cái dùm này nó lót của em không kịp ấy. Cái này cũng trục nó biến nhanh á. Ok ok. Đây là mình sẽ làm lại từ đầu á. Đầu tiên là mọi người sẽ kéo phần subcategory này vào trong một column này. Đó. Tiếp theo là thể hiện về lợi nhuận. Khi mọi người kéo thêm profit và mọi người thả vào row. Ok. Thì đây đó chính là mọi người thấy này. Từng những cái điểm lợi nhuận như này thì có những cái giá trị là dương này. Những phần này. Đây chính là cái sum profit mà như vừa rồi bạn hỏi đó. Nó sẽ thể hiện ngược lên phía trên như này. Theo đây chính là cái phần sum profit mà cơ bản mình hay dùng. Nó sẽ thể hiện từ gốc, nó sẽ thể hiện theo cái hướng, cái giá trị lợi nhuận của nó. Ở tiếp theo thì mọi người sẽ chọn, đó chính là tạo cho nó một cái quick table calculation. Ở đây thì mình sẽ chọn, đó chính là running total, mình sẽ tính cho nó cái lợi nhuận lũy kế. Đây. Thì sau khi tạo được running total thì mình sẽ có được ở trên cái dạng chart như thế này. Thì đây chính là cái dạng bar chart mà chúng ta sẽ thường xuyên thấy cũng như là thấy rất là nhiều trong các buổi training trước rồi. Đó. Tiếp theo thì mọi người sẽ chuyển nó về dạng ở trên là Gantt 3. Thì Gantt 3 sẽ là cái gì? Gantt 3 sẽ nó sẽ chuyển về cái dạng là bar chart các cái cột như vừa rồi thành các cái điểm thanh ngang này. Các cái điểm thanh ngang này thì nó chính là các cái phần giá trị tương ứng của từng những cái thanh ba vừa rồi và nó sẽ chỉ là một cái thanh ngang, nó sẽ rút gọn lại thành như thế này. Đó. Thì đây chính là các đỉnh vừa rồi, các cái điểm tương ứng với các cái giá trị theo từng em những đứng cái cây cái sum profit ra để mọi người dễ nhìn chung á. Sao ở chỗ rau á, cái chỗ rau em kéo cái sum profit giữ kinh cho kéo sum profit qua phải đây đúng không? Rồi cái ở bên cái mask của bên kia em để lại thành mask 3 cho mọi người dễ hình dung. Ok. Này. Đây đó chính là sự khác biệt giữa gan 3 và ba chạc này. Thì mọi người thấy được là ví dụ như đây đối với accessory đúng không? Thì chúng ta ghi nhận lợi nhuận lũy kế của nó là 964 triệu. Thì đây chính là cái phần thanh ba này, gan ba này, nó sẽ rút gọn về đó chính là các cái phần thanh ngang thôi, nó không còn là các cái cột như ở phía dưới này nữa đó. Và các cái phần thanh gan ba này, các phần ngang này thì đó chính là các cái phần giá trị tương ứng của từng những cái thanh ở phía dưới như thế này và nó đã được rút gọn đi rồi, nó sẽ không ảnh hưởng gì hết cả. Đỉnh của cái ba ở dưới. Alo sao ạ? Cái lĩnh của cái ba ở dưới á. Đúng rồi đấy. Như vừa rồi em có nói thì đây chính là các đỉnh cũng như là các cái phần giá trị của từng những cái phần thanh ba phía dưới này thể hiện thôi. Ok, phần này thì em sẽ tạm thời cắt cái phần thanh ba phía dưới này nha. Mình sẽ giữ cái phần căn ba này thì mình sẽ dựng cái waterfall chart. Thì khi mọi người chọn được về gan 3 thì nó sẽ rút gọn cái phần chạc của chúng ta đi về dạng các cái thanh ngang này như thế này thôi. Đó. Tiếp theo thì mọi người sẽ click hai lần vào đây này. Đó. Như vừa rồi thì mình đã tạo được như thế này. Mọi người sẽ gõ cho mình nó trừ sum mở ngoặc này. Profit. Ok, mọi người đóng ngoặc. Sau đó thì mọi người gõ enter thôi.
À, tiếp theo thì mọi người sẽ sau khi mà có thì nó sẽ tự động, Tableau sẽ tự động cho chúng ta về dạng đầu tiên là detail này, thì mọi người sẽ kéo nó vào trong dạng như là dạng size, để từ những cái phần thanh ngang này nó sẽ trỏ xuống cho mình, đó chính là cái giá trị tương ứng theo từng những theo cái profit từng những cái nhóm sản phẩm của mình. À, đến bước này thì mọi người thực hiện ok chưa? Ok rồi. Ok rồi, em cảm ơn anh. Ok, thì sau khi mọi người đã kéo được cái phần trừ xăm này vào phần thẻ size á, thì nó sẽ trỏ xuống cho mình. Cái giá trị tương ứng là cái lợi nhuận đúng không ạ? Thì ở đây thì mình đã có được đó chính là thứ nhất là lợi nhuận lũy kế này, thứ hai là lợi nhuận của từng những cái sản phẩm của mình. Tiếp theo thì mình sẽ thể hiện một cái giá trị nữa, đó chính là cái phần tỷ trọng đóng góp của từng những cái nhóm sản phẩm này vào từng những cái vào tổng lợi nhuận lũy kế của chúng ta. Thì ở phía trên này chúng ta đã có đó chính là cái lợi nhuận lũy kế rồi đúng không? Mình tạo ở ban đầu trên thẻ row này đúng không? Thì mọi người sẽ giữ control. Mọi người sẽ kéo nó xuống phần detail. Thì đây nó sẽ chưa có gì thay đổi cả, bởi vì là đây chính là các cái trường mà chúng ta đã có rồi. Đó. Thì tiếp theo thì mọi người sẽ vào đây, mọi người vào phần thẻ sum profit này. Mọi người sẽ chuột phải vào nó. Và mọi người vào phần đó chính là edit table calculation. Ở đây thì nó sẽ hiển thị cho chúng ta đó chính là cái dạng mà chúng ta đã tạo ở ban đầu. Thì chúng ta chỉ kéo từ trên thẻ row xuống đây mà thôi. Nó sẽ không có gì thay đổi cả. Đây nó sẽ là cái running total của chúng ta. Đó. Thì tiếp theo thì mọi người sẽ chọn vào phần đó chính là S secondary này. Ok, thì đây mình sẽ tạo tính cho nó một cái đó chính là cái phần tỷ trọng đóng góp. Thì mình sẽ chọn đó chính là percent of total. Ok. Thì sau khi chọn xong thì Tableau đã tính toán xong cho mình rồi. Thì mình ở đây mình sẽ chỉ thoát ra mà thôi. Đó. Thì khi mà mọi người chọn xong percent total thì mọi người sẽ kéo vào một cái thanh tỷ. Mọi người sẽ thấy được đó chính là mình sẽ có thêm một cái phần giá trị nữa. Đó chính là cái tỷ lệ đóng góp và tổng lợi nhuận lũy kế của chúng ta là bao nhiêu. Ví dụ với sản phẩm là Binder này. Thì cái lợi nhuận đóng góp của nó vào lợi nhuận lũy kế đó chính là 33,81%. Ví dụ như là Copier thì tổng lợi nhuận lũy kế của sản phẩm này đóng góp vào lợi nhuận lũy kế của chúng ta đó chính là 61,3%. Tiếp theo thì mình sẽ thể hiện cho mình một số những cái giá trị khác. Là cái đoạn mà tính table calculation này đúng không? Tại lúc mà em mở sao không lên ta? Phần table calculation đúng không? Đúng rồi, đúng là cái phần mới vừa rồi luôn. Ok. Đây thì khi mà bạn chưa tạo cái phần table calculation cho phần tỷ trọng ấy, thì nó sẽ chỉ có, nó chính là cái phần thứ nhất là phần tên này, thứ hai là phần lợi nhuận lũy kế này đúng không? Thứ ba nó chính là cái phần trừ sum profit, chính là cái phần vừa rồi mình tạo. Ok, thì ở đây mình sẽ thực hiện. Các bạn khi mà bạn kéo nó xuống từ trên phần thẻ row ấy, kéo từ trên này xuống đây này, thì mọi người sẽ chuột phải, mọi người sẽ chọn edit table calculation. Đấy, nó sẽ hiển thị cho mình thấy này. Đây chính là cái phần mà chúng ta đã tạo ở ban đầu từ trên thẻ row này đúng không? Cái phần running total này, cái phần lợi nhuận lũy kế này. Và tiếp theo thì để thể hiện cho đó chính là cái phần tỷ trọng thì mọi người sẽ đó chính là ấn vào click vào phần S này. Đây chúng ta sẽ tạo cho nó một cái trường tính toán thứ hai kết hợp với đó chính là cái phần lũy kế này chúng ta tạo từ ban đầu. Thì ở đây thì mình sẽ kết hợp đó chính là cái phần tỷ trọng. Thì đây thì cái phần secondary này, cái phần này này, phía bên tay phải. Thì mọi người sẽ chọn đó chính là percent of total. Sau đó thì mọi người sẽ thoát ra thôi. Thì khi mà chọn xong ấy, thì nó sẽ cho mình thấy được là thêm một cái trường nữa ở trong cái phần tooltip của chúng ta. Đó chính là cái phần phần trăm ở total running này. Đây chính là cái phần phần trăm đóng góp vào
tổng doanh thu lũy kế của chúng ta, à tổng lợi nhuận lũy kế của chúng ta. Anh ơi, sao tới cái đoạn này mà phần trăm of total của em đó, đơn vị nó tính nó để là billion chứ không phải là phần trăm ta? Là nó vẫn ra cái dòng phần trăm total nhưng mà nó không có phải là phần trăm. À, tức là bạn đang ở đơn vị là B đúng không? Dạ đúng rồi. Ok, thì bạn sửa lại giúp mình cái phần này nhé. Thì bạn chuột phần format này. Vừa rồi thì mình đang cố định nó chính là cái phần đơn vị là tỷ đúng không? Thì đây bạn có thể chọn lại. Bởi vì mình đang kết hợp giữa hai cái phần này. Kết hợp cả hai phần. Là running total với cái phần phần trăm. Ấy. Ở đây bạn có thể chọn lại là automatic xem. Được rồi ạ. Ok rồi đúng không? Ừ. Ok. Như vậy thì chúng ta đã có được rồi chính là các cái lợi nhuận lũy kế này, cái phần trăm của đóng góp vào tổng lợi nhuận lũy kế này. Thứ ba là cái phần trừ sum profit, cái phần trỏ xuống của chúng ta. Và tiếp theo thì mình sẽ để thể hiện được cái phần giá trị lợi nhuận ấy, thì mình sẽ kéo thêm đó chính là profit này. Mình sẽ tạm thời mình để nó vào phần detail. Và cái phần này thì mình sẽ thể hiện cho nó ở tại các cái đỉnh này. Chính là cái phần lợi nhuận chính xác của từng những cái nhóm sản phẩm tương ứng. Thì mình sẽ kéo nó lên cái phần thẻ label ra. Ở đây thì cái phần profit này thì mình mọi người thấy là lợi nhuận của các sản phẩm này đang rất là dài. Có cái thì lên hơn tỷ đúng không? Có cái thì vài trăm triệu. Thì ở đây thì mọi người sẽ vào phần thẻ label của sum profit. Mọi người sẽ chuột phải cho nó. Mọi người chọn format này. Mọi người đến với phần thẻ P đúng không? Đây, mọi người sẽ chọn vào phần default này. Number. Ở đây thì mọi người sẽ chọn là number custom. Ở đây có cái định dạng này cho mọi người chọn. Ở thì đây mọi người sẽ chọn vào phần display unit. Ở đây mọi người sẽ chọn đơn vị cho nó. Mình sẽ chuyển về đơn vị là tỷ. Mình rút gọn cái con số này đi. Đó. Ở phía trên thì mọi người có thể thấy được là mình có một cái là cái decimal place, chính là cái số lượng chữ số thập phân. Ở đây là 2, mình có thể rút gọn thành là 1. Ok. Đây mình cho đậm lên một chút. Thì sau khi format xong ấy, thì mọi người thấy được là mình đã có được một cái waterfall chart. Thể hiện thứ nhất đó chính là cái lợi nhuận của từng những cái nhóm sản phẩm như này. Thứ hai là chính là cái phần lợi nhuận lũy kế. Và thứ ba là chính là cái phần tỷ trọng. Đó. Ok. Và tiếp theo thì mình sẽ thực hiện format lại một chút với phần tooltip này. Ở đây thì mọi người có thể đặt tên cho nó lợi nhuận lũy kế. Phần trăm lợi nhuận lũy kế đúng không? Cái phần trừ sum profit này thì nó đang có trong một tip. Mọi người tạm thời mình cho mọi người có thể bỏ đi. Theo là profit thì mình sẽ tạm thời mình sẽ để nó lên đầu. Đặt tên lại thôi. Thế vào đâu chỗ ra được cái chỗ edit tooltip vậy ạ? Sao à? Vào đâu để ra được cái chỗ edit tooltip vậy ạ? Phần tooltip ạ, thì bạn click vào phần tooltip này thôi, nó sẽ tự động ra cái phần edit này. Có mất cái số mà nằm ngang trên cái bà đó. À, cái phần này đó chính là cái phần lợi nhuận á. Vâng, em đã kéo thêm phần lợi nhuận vào phần thẻ label mới này. Đó. Đã có rồi nhưng mà nó cái số nó dài thòn. Số dài thì đây em sẽ hướng dẫn lại nha. Thì anh sẽ chuột phải vào phần này này. Anh chọn vào phần thẻ format này. Dạ, okay. Anh vào phần number và anh đây. Anh chuyển về dạng đơn vị là tỷ đó.
Tiếp theo nữa thì mọi người có thể thấy được là trên cái phần waterfall chart của chúng ta ấy, thì nó cũng sẽ có những cái phần những cái sản phẩm lợi nhuận âm đúng không? Ví dụ như là của Booksy này hay là của Table đúng không? Thì tiếp theo thì mọi người có thể thực hiện kéo thêm đó chính là phần profit này, mọi người giữ control này, kéo nó vào phần thẻ color đây, thì nó sẽ thực hiện phân biệt màu cho chúng ta những cái nhóm sản phẩm nào là âm và dương đó. Thì mọi người thấy được đó chính là cái phần màu, những cái sản phẩm màu xanh dương này, đây chính là những nhóm sản phẩm có lợi nhuận lớn không. Ngược lại thì đó chính là những sản phẩm màu cam này, đây đây chính là những sản phẩm có cái lợi nhuận nó âm. Ở đây thì mình chỉ muốn thực hiện phân biệt lợi nhuận âm và dương thôi, thì mình có thể thực hiện chỉnh nó về hai cái step màu nữa. Thì mình sẽ dễ dàng phân biệt hơn. Đây, nó sẽ không chia thành các cái dải màu như vừa rồi nữa, nó chỉ có hai màu là âm và dương. Ờ, đến bước này thì mọi người thực hiện còn vướng mắc gì không? Ok, nếu như không còn câu hỏi và thắc mắc thì mình sẽ tạm thời mình sang phần thứ tư ha. Đó chính là cái phần 3x3 chart. Phần này thì mọi người cũng đã tương đối là quen thuộc đúng không? Với cả là mình đã thực hiện các cái dạng biểu đồ cũng khá là giống với phần này khá nhiều rồi. Ok, thì mình sẽ giới thiệu lại với mọi người một phần này một lần nữa. Ở đây thì mình đang thực hiện đó chính là kết hợp giữa hai cái, thứ nhất là về phần doanh thu của từng những cái nhóm sản phẩm như thế này, và thứ hai đó chính là cái tổng doanh thu trung bình của các cái nhóm sản phẩm ở đây, chính là cái cột màu trắng này nó nằm ngang. Thì đây mình đang kết hợp thì mình thấy được đó chính là những cái nhóm sản phẩm nào mà đang có mức doanh thu nó vượt hơn mức doanh thu trung bình, ví dụ như là binder này, phone, chair, pen, và những nhóm sản phẩm nó có mức doanh thu thấp hơn trung bình. Envelope này, finishing này, book cây. Thì đây thì mọi người có thể thấy được là những cái nhóm sản phẩm như này thì là mọi người có thể thấy được là những sản phẩm nào đang đem lại cho mình cái doanh thu cao hơn. Nó cao hơn so với mức trung bình, và những cái nhóm sản phẩm có cái mức doanh thu thấp hơn mức trung bình thì mọi người có thể nắm bắt cũng như là điều chỉnh cái đẩy mạnh doanh thu cho các cái nhóm sản phẩm như nào. Ok, thì ở đây thì mình sẽ thực hiện tạo cái ban ban chặt mới. Đầu tiên thì mình để thể hiện cho doanh thu, mình sẽ thực hiện kéo cái phần sale này trong thẻ column. Và tiếp theo là subcategory. Tiếp theo mình sẽ chọn là entire view để cho chị dễ dàng quan sát hơn. Ở đây thì mình sẽ thực hiện sắp xếp một chút cho nó theo thứ tự, đó chính là giảm dần. Tiếp theo để tạo một cái nữa, đó chính là cái doanh thu trung bình. Thì ở đây thì mình sẽ thực hiện tạo một cái calculation. Sẽ đặt tên cho nó doanh thu trung bình. Ok. Thì ở đây thì mình sẽ thực hiện là chính là hàm window này, AVG. Ở trong này thì mình sẽ sử dụng được những cái sum của sale. Thì hàm này thì nó sẽ sử dụng được chính là thực hiện tính toán tổng doanh thu trung bình cho tất cả các cái nhóm ngành hàng mình đang có trên phần biểu đồ. Ok, phần này mình sẽ ok. Thế ở đây thì mọi người có thể thấy là khi mình tạo xong ấy, nó sẽ cho mình một cái calculation.
sẽ nằm từ dưới này chính là cái mình vừa tạo. Thì sau khi có thì mọi người sẽ kéo nó lên phần ở trên này thành column như thế này. Đây thì mọi người thấy được là cái doanh thu trung bình của mình ghi nhận là 4,4 tỷ đúng không ạ? Tương ứng như thế này. Hoặc là mọi người có thể kiểm tra lại. Đây chính là mọi người vào phần này. Ở bên Everest Line này, mọi người sẽ kéo vào phần này. Đây chính là 4,4 tỷ. Nó sẽ bằng khớp với cái phần giá trị của cái calculation vừa rồi mình tạo. Cái phần này mình tăng thêm mình remove đi. Tiếp theo thì mọi người thấy là mình đã có được hai cái phần cột như này. Tương ứng là doanh thu của từng những cái nhóm sản phẩm và thứ hai là doanh thu của tổng doanh thu trung bình. Tiếp theo thì mọi người sẽ điều chỉnh một chút là ví dụ như là phần doanh thu trung bình này thì mình sẽ cho nó format lại để khi mà mình mọi người kết hợp đuôi sheet vào với nhau thì mọi người sẽ dễ dàng quan sát hơn của hai cái nhóm sản phẩm như này. Thì ở đây thì mọi người sẽ vào phần đó chính là tag color này. Tiếp theo mọi người sẽ chọn là phần border. Mọi người sẽ chọn một cái phần màu đen này. Thì khi mà chọn phần màu đen thì mọi người thấy là nó sẽ tạo cho mình một cái viền xung quanh các cái cột như thế này, một cái viền màu đen. Tiếp theo mọi người sẽ chỉnh cho nó về phần màu trắng. Đây. Cái phần bên trong màu trắng mà mình tạo cho nó một cái viền màu đen. Đó. Đây thì mọi người thấy là khi mình chuyển xong ấy thì tất cả những cột như này nó đã chuyển về dạng cái chính là bên có màu trắng và chỉ có một cái viền màu đen. Đây chính là cái phần doanh thu trung bình của tất cả các sản phẩm. Đó. Tiếp theo thì mình sẽ thực hiện được chính là đua sheet hai phần này thôi. Mọi người sẽ chuột phải vào phần doanh thu trung bình. Mọi người chọn đua sheet. Ở đây thì nó sẽ chuyển, tableau sẽ tự động chuyển về dạng hình tròn cho chúng ta bởi vì chúng ta đang chọn nó automatic luôn. Thì mọi người vào phần thẻ ôn nhé. Mọi người chọn vào phần 3 này. Đây. Thì nó chuyển về dạng 3. Và ở đây cái phần... Chỗ chuyển về cái màu trắng nhỉ? Cái dạng màu trắng nhỉ? Đây đúng không? Đây thì phần này thì chị sẽ vào phần thẻ color ha. Đây thì chọn cho nó cái phần màu trắng này thôi. Đó. Mọi người sẽ chọn cho nó một cái viền. Mọi người chọn vào màu đen này. Click vào cái phần ô màu đen này là xong. Anh ơi, anh cho em xem lại cái công thức của doanh thu trung bình được không ạ? Ok, doanh thu trung bình thì đây. Công thức là rất là ngắn. Windows ABG. Làm sao tạo cái phần này à? Tạo phần doanh thu trung bình này đúng không? Đúng rồi. Đây. Đây thì anh sẽ vào phần này, mũi tên này. Đó, anh rồi. Thấy phần mũi tên này chưa? Rồi, ok. Anh click và anh chọn cái phần đầu tiên á. Grid Calculation Field này. Ở đây anh đặt lại tên là doanh thu trung bình á. Rồi. Ở đây thì anh sẽ gõ cái hàm như vừa rồi em chỉ ra cho bạn đó. Đây chính là cái hàm mà chúng ta sẽ sử dụng này. Windows AVG. Và phía bên trong thì chúng ta sẽ sử dụng đó chính là sum sale. Để tính tổng doanh thu trung bình cho tất cả các nhóm sản phẩm. Phần tạo hàm này thì anh thực hiện ok chưa? Rồi, ok. Ok. À, phần này em cắt đi ha, bởi vì em đã tạo cái hàm này rồi. À, thì chúng ta sẽ có được hai cái phân biệt khác nhau ở đây là màu xanh này. Đây chính là cái phần thể hiện về doanh thu của từng những nhóm sản phẩm. Và thứ hai đó chính là cái phần thể hiện về, đó chính là cái phần doanh thu, tổng doanh thu trung bình. Đó. Tiếp theo thì mình sẽ thực hiện đùa sheet hai phần này vào. Mọi người sẽ thực hiện ở trên chuột phải này. Và phần doanh thu trung bình ở trên thẻ column.
mọi người chọn đùa hay shift. Thì đây có một cái lưu ý này là chính là ở đầu ấy, chúng ta đang để dạng và chạc nó trên automatic đúng không? Thì ở đây Tableau đang thực hiện tính automatic cho chúng ta. Ở đây thì chỉnh lại một chút thôi. Mọi người sẽ vào phần thẻ ô này trên thẻ mát. Mọi người chọn đó chính là ba chạc. Sau khi chọn ba chạc thì nó sẽ rút gọn về chuyển về dạng là các cái thanh ngang vừa rồi của chúng ta. Thì trên này mọi người thấy này, cái phần màu vàng này đó chính là doanh thu trung bình của chúng ta đúng không ạ? Và mọi người để ý một chút thì cái hai phần đơn vị này của chúng ta nó chưa đồng nhất với nhau. Thì đây thì mọi người sẽ click chuột phải vào một cái thanh, một trong hai thanh này. Mọi người sẽ chọn Signal Sheet này. Đó. Thì nó sẽ đồng nhất đơn vị ở hai cái phần thanh ngang này, hai phần thanh đơn vị của chúng ta. Và đây thì mọi người thấy thì đó chính là cái phần doanh thu trung bình này nó đang nằm đè lên trên với phần doanh thu đúng không ạ? Và nó nằm khuất đi, nó che mất đi những cái phần doanh thu ở những cái phần sản phẩm ở phía dưới này. Thì đây thì để thể hiện cho doanh thu ở những cái phần nó đã bị che đi ấy, thì mọi người sẽ kéo cái phần sum sale này. Đây, mọi người sẽ giữ này. Kéo nó ra phía sau này thôi. Ok. Ở đây thì mọi người sẽ chỉnh một chút lại phần màu, bởi vì là khi chúng ta đùa với sheet ấy, thì Tableau đã thực hiện là chọn lại màu cho chúng ta. Ở đây chúng ta sẽ chọn lại cho nó là màu trắng này. Ok. Chúng ta chọn màu trắng thì nó sẽ các cái phần thanh doanh thu trung bình của chúng ta nó sẽ tự động thay đổi thành màu trắng cho chúng ta. Và chỉnh một chút về cái size, bởi vì chúng ta có thể ai mà mọi người thấy tính mắt một chút thì sẽ thấy một cái phần thanh ba, cái phần thanh đen đen nhỏ nhỏ phía dưới này. Cho nó nhỏ hơn lắm một tí. Ok, tương đối rồi đấy. Thầy làm lại cái đoạn mà kéo cái màu cam về về phía bên tay trái đi ạ. Đây đúng không? Từ đoạn này ạ. Đúng ạ. À ok. Thì đây thì mọi người thấy được là cái phần vừa rồi chúng ta thấy là có những cái phần thanh 3 này nó nhỏ hơn phần thanh màu cam này đúng không? Và cái phần thanh màu cam này nó đang che mất đi và nó không, mình sẽ không thấy được những cái phần doanh thu của từng những cái sản phẩm, nhóm sản phẩm này ở dưới này nữa. Thì đây thì mọi người sẽ để thể hiện được cái phần doanh thu của những phần bị che đi ấy, thì mọi người sẽ thấy ở trên phần thẻ column này. Đây có phần thẻ sale này. Mọi người sẽ thay đổi vị trí ra phía sau của phần trung bình này thôi. Đây. Kéo nó ra phía sau này. Nó có mũi tên tam giác ở phía trên đấy. Đây thì mọi người thả nó ra. Ok chưa? À, tiếp theo thì mình sẽ chọn lại màu thôi. Bởi vì là khi chúng ta đùa với sheet thì cái màu này Tableau đã thực hiện tự động chọn lại cho chúng ta rồi. Đây thì chúng ta sẽ vào phần thẻ color này. Đây, cái phần màu cam này chúng ta sẽ click hai lần nữa. Và chúng ta chọn cái màu. Ở đây thì mình chọn màu trắng. Ok. Đó. Nó đã chuyển hết tất cả cái phần doanh thu trung bình thành cái phần màu trắng này. Và mình sẽ điều chỉnh cái size một chút cho nó gọn nhỏ nhỏ lại một tí này. Tiếp theo thì mình sẽ thực hiện được chính là sâu cái phần doanh thu của từng cái nhóm sản phẩm này lên đúng không ạ? Thì chúng ta đã sử dụng được chính là 3 chạc. À. Thì ở đây thì mọi người sẽ vào phần thẻ sum sale này. Đây. Mọi người... Alo à? Nói hồi nãy nói lộn tiếng. Xin lỗi. À, không sao. Đây thì mọi người sẽ vào phần thẻ sum sale này, mọi người sẽ kéo giữ control này. Đó, mọi người nhớ là giữ control nha. Mọi người sẽ kéo cái phần thẻ sum sale này vào phần thẻ label thôi. Để nó thể hiện doanh thu của từng những cái nhóm sản phẩm như thế này. Đó.
Thì sau khi kéo thì mọi người sẽ thấy như cái phần Gamba vừa rồi là chúng ta sẽ có được doanh thu cũng như là ở doanh thu. Nó sẽ có một cái con số nó rất là dài như này, lên đến hàng tỷ đúng không ạ? Thì tiếp theo thì mọi người sẽ format lại để rút gọn nó đi bằng cách là một phần thẻ label của sale. Mọi người chuột phải và format. Ở đây thì mọi người chọn được trên là dạng thẻ pen này. Đúng không? Tiếp theo mọi người chọn number custom. Ở đây thì mọi người sẽ rút gọn về dạng là đơn vị là tỷ. Đúng không? Ở đây thì mình sẽ để đơn vị là 2 chữ số thập phân. Hoặc là mọi người có thể rút gọn đi bằng cách chuyển nó về 1. Ở đây thì mình sẽ sử dụng là 2. Ở phía trên này chỉnh phông này, mọi người có thể chỉnh cái phông. Ở đây thì mình sẽ giữ nguyên và cho chữ nó đậm đi một chút. Ok chứ. Ở phía trên này thì mọi người thấy là mình đang có hai trục này đúng không? Nó đang thể hiện là nó là hai thanh đơn vị của chúng ta. Và trong từng những cái phần biểu đồ này chúng ta đã có được chính là cái doanh thu tương ứng của từng những nhóm sản phẩm rồi, thì chỗ này mọi người có thể chuột phải. Mọi người ẩn cái thanh này đi. Mình chuột phải bỏ chọn là show header. Bỏ chọn phần show header đi. Ok. Phần legend này mình sẽ tăng thêm gần nó đi. Tương tự đối với doanh thu trung bình, cũng ẩn cái phần doanh thu trung bình này đi. Đến đây mọi người thực hiện là ok chưa ạ? Anh ơi! Hello. Anh ơi, em hỏi một chút được không ạ? Ừ, ok bạn. Em không thắc mắc về cái dashboard này, mà em thắc mắc về cái mà vẽ màu khi âm thì nó sẽ là màu đỏ, còn dương thì nó sẽ lớn không ạ? Không hiểu sao em vẽ thì nó kể cả số nhỏ ơi là nhỏ nó vẫn đang cùng màu, chứ nó chưa thành hai lớp như anh vừa vẽ. Anh thực hiện lại em cái màu đấy được không ạ? Ở cái water cái thắc mắc waterfall này đúng không? Vâng ạ. Đấy, hộ em lại xem là vì của em chưa làm được cái màu âm nó màu khác với lại số dương ạ. À đây đúng không? Ok. Vâng. Bạn đang như thế này đúng không? Vâng ạ. À ok, thì ở đây thì bạn sẽ kéo thêm profit này, bạn sẽ kéo ở phía bên cái phần thẻ data này. Ờ bạn kéo nó phần thẻ color này thôi. À, bạn thấy chưa nhỉ? Anh ơi em thấy rồi ạ. Nhưng ý của em là cái màu của em ấy thì ví dụ như 0,6 của em nó cũng sẽ là cùng màu với màu âm 0,1 ấy. Nó chưa hiểu cái quy luật của là số âm thì nhỏ hơn thì sẽ màu khác ấy. Ok, để bạn vào phần setup chị ạ. Vào đây bạn vào phần thẻ color giúp mình nha. Vâng. Vào phần edit này. Vâng. Đây đúng không? Nó đang như thế này đúng không? Đúng rồi. Các màu nó như thế này đúng không? Vâng. Ok. Mình sẽ chỉnh lại một chút là bạn vào phần step color này này. Vâng. Đây bạn sẽ thấy được là nó chia thành từng những cái bước màu như này. Đây bạn sẽ chọn là 2 thôi. Nó sẽ phân biệt cho mình đó chính là âm và dương. Âm là màu cam này đây. Nó sẽ thể hiện giá trị ở đây này. Tiếp theo là dương này. Đó. Cái phần màu xanh dương này. Nó lớn không là màu xanh dương. Rồi bạn chỉnh nó ok đó. Thế mình có thể chỉnh cho nó màu đỏ chẳng hạn. Để cho bạn thấy luôn. Ok này. Đó. Vâng chỉnh ạ. Được chưa? Dạ vâng, em cảm ơn ạ. Rồi ok. Với phần 3 trang này thì mọi người thực hiện nó ổn hết chưa ạ? À, nếu mà mình kéo cái doanh thu trung bình nó nằm ra phía trước đó, thì cái scale mà nằm ngang đó, nó sẽ bị không có hiển thị lên là cái giá trị sale mà mình sẽ là cái scale của cái doanh thu trung bình nằm trước tiên đúng không?
À, cái phần này nó sẽ thể hiện cái thứ tự sắp xếp thôi. Ví dụ như anh để cái phần doanh thu trung bình này ở phía sau ấy, thì nó sẽ nằm, nó che hết các cái phần 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 doanh thu mà nó sẽ nhỏ hơn cái phần doanh thu trung bình. Đó. Thì khi mà mình để doanh thu phía sale phía sau ấy, thì nó sẽ thể hiện thị hết lên. Và trên biểu đồ này thì nó sẽ hiển thị tất cả, cả doanh thu trung bình và cả doanh thu. Phần này thì không biết là mọi người có ai muốn xung phong vẽ phần 3 x 3 chạc này không? Không sao đâu. Mọi người cùng vẽ là cùng chia sẻ với nhau ở trên buổi chia sẻ của chúng ta thôi. Dạ anh Thái ơi, tiện thể cho em hỏi là như em nhớ trong cái chạc waterfall ban đầu anh có thể hiện thì nó có cái cột mà cuối cùng total của profit á, hình như cái vừa rồi mình vẽ mình chưa có vẽ cái cột đó hay phải? À ok, đây mình sẽ thực hiện chỉnh lại phần đấy ha. Đây thì chúng ta sẽ có được cái waterfall chart này. Đó, thì mọi người sẽ vào phần thẻ analytics nữa. Mọi người sẽ kéo giúp mình cái phần thẻ total. Đây, mọi người thả vào cái phần này. Row grand totals. Đây. Thì đây chính là cái tổng doanh thu, tổng lợi nhuận của chúng ta. Cái cột grand total này mặc định nó cái màu nó không có theo cái trend của cái màu chạc mà mình ở trước đó đúng không? À đúng rồi, nó sẽ tạm thời nó sẽ theo một cái màu riêng, bởi vì là chúng ta đã thực hiện chỉnh màu phần này này, chúng ta chỉnh theo một cái màu riêng rồi. Phần này các anh có thể thực hiện chỉnh màu nhá, riêng anh Thái giúp giải thích giùm em lại cái phần bên analytics đó, mấy cái tính năng của nó đây à? Dạ. Bạn đang muốn hỏi những cái này dạ, nữa. Đúng rồi. Ở những cái buổi này, cái phần này thì mình đã chia sẻ những cái buổi trước đó rồi. Đó, ví dụ như constant line là một cái đường cố định đúng không? Average line, một đường trung bình. Các cái phần ví dụ như thế này, các cái đường thể hiện theo các tham số mình truyền vào. Thì ở đây mình đang thực hiện ở trên cái phần total. Mình sẽ thực hiện tính cái phần tổng của tất cả các giá trị mà mình đang có trên phần biểu đồ. Mình sẽ tạo ra cho mình một cái cột ở phía dưới như thế này, cuối cùng như thế này. Đó. Còn những cái phần này thì là mình có thể giới thiệu qua cho bạn, ví dụ như constant line. Thì nó sẽ tạo ra cho mình một cái đường cố định, đây mình sẽ tạm thời mình truyền cho bạn. Ví dụ như này mình sẽ tạo cho bạn một cái con số 1 tỷ chẳng hạn. Đây, nó sẽ nằm ở phía dưới như này. Mình sẽ truyền cái tham số vào thôi. Ví dụ như 5 tỷ. Đây, thì nó sẽ nằm chính là cái đường constant line như này. Còn ví dụ tương tự như average line này, thì đây chính là cái đường thể hiện về doanh thu trung bình, à cái đường trung bình. Nó sẽ có rất là nhiều dạng. Đây, bạn kéo thả như thế này. Đó, nó sẽ tính doanh thu trung bình, ví dụ như là bạn có tổng doanh thu trung bình, nó sẽ tính được ở doanh thu theo nhóm. Ví dụ như là vừa rồi mình đã có nhóm technology này, furniture này, and office supply, thì nó sẽ tính doanh thu trung bình theo từng những cái nhóm này luôn. Kết hợp là tổng doanh thu trung bình tính được. Đó. Ở dưới này ví dụ là medical này, box plot, total đây chính là cái phần mình đã kéo thả vào rồi. Một số cái như chúng ta đã có trong buổi ngày hôm nay này, trend line này, cái đường thể hiện đường xu hướng này, forecast cái buổi chúng ta đã thực hiện ở buổi trước rồi, cái thể hiện về cái dự báo của chúng ta, cluster, reference line này. Cái đường cùng với cái tham số mình có thể sử dụng với parameter hoặc là các cái phần giá trị mà mình đã có trong bảng. Distribution, đây cái phần này là ở trong phần của bullet chart nữa. Phần này thì mọi người
Trong buổi trước mọi người đã chia sẻ với nhau tương đối là nhiều rồi, hoặc là mọi người có câu hỏi thắc mắc gì thì mọi người có thể post trong Tableau group. Đó, thì trong này thì mọi người ai có những cái hiểu biết cũng như là mọi người đã thực hành rồi thì mọi người hoàn toàn có thể chia sẻ với nhau. Mọi người post bài trong này. Cảm ơn anh. Dạ anh ơi, cho em hỏi một xíu là cái số trên từng cái subcategory của em ấy, nó không phải là nó hiện theo cái lượng tăng lên mà nó đang hiện tổng của cái cột của anh, thì mình chỉnh lại như thế nào? Của cái cột này là như thế nào? Dạ, ví dụ như là binder thì nó sẽ không phải hiện là cái lượng 1,3 tăng lên mà nó sẽ hiện luôn là 2,2. À, ok. Thế thì bạn ở đây thì bạn sẽ kéo cho mình cái đây, mình sẽ tạm thời mình ẩn đi nha. Của bạn nó đang là thế này đúng không? Đây đúng không? Dạ yeah, đúng rồi. Ok. Thì ở đây thì nó đang của bạn là đang thể hiện được chính là cái phần đóng góp tăng thêm bằng cái lợi nhuận lũy kế vào. Thì đây thì mình đang muốn thể hiện được chính là cái lợi nhuận của từng những nhóm sản phẩm này đúng không? Ok, mình sẽ tạm thời kéo phần này ra ha. Đây mình sẽ kéo phần profit này, bạn kéo này, từ thẻ data bạn kéo nó phần label. Ok. Nó sẽ là lợi nhuận tương ứng của từng những nhóm sản phẩm như thế này. À dạ, dạ được. Dạ, à, ok rồi đúng không? Dạ. À, khi mọi người có câu hỏi thắc mắc gì ở trong cái phần thực hành giữa các cái trạc ấy, mọi người cố gắng là mình chia sẻ luôn á. Để mình thực hiện giải đáp những cái phần mà mọi người đang thắc mắc. Chia sẻ luôn. Trong từ những cái trạc luôn thì mình qua những cái trạc khác. Anh ơi cho em hỏi xíu là cái sau hết đó lúc nãy mình tắt á, thì trong trường hợp mình muốn mình sâu lại thì mình vào đâu ạ? Sâu lại đúng không? Ok, bạn vào phần thẻ analytics này. Hoặc là bạn vào phần đây này, cái phần sâu sum sale đúng không, bạn vào chuột phải bạn tích chọn sâu hit lên. Dạ rồi, cảm ơn. Anh cho em hỏi là cái chạc waterfall á, là cái waterfall đó thì mình thường dùng trong những cái trường hợp nào anh ạ? Ở phần này các bạn chờ mình một chút được không? Ở 2 phút nha, mình xin phép một chút. Ok. Mà khi mà bình thường mà bạn vẽ những cái chạc mà thể hiện cái phần trăm của tỷ lệ á, ví dụ như là chạc pi nè, chạc hình tròn á, hoặc là cái chạc mà stack bar, tức là một bar mà chồng nhiều màu lên nhau á, thì nó có thể thể hiện được phần trăm của một cái tổng thể nhưng mà nó không thể hiện được những cái phần mà bị âm á. Tức là cái thể loại này là mình trong tiếng Anh là mình gọi là part to whole á, là một phần của tổng thể, thể hiện được những cái thành phần của tổng thể, nhưng mà những cái chạc bình thường như là chạc pi hay là chạc stack bar hay là chạc gmat, những cái chạc đó bây giờ nó cũng thể hiện những cái chỉ số mà luân dương như là doanh thu thôi. Ví dụ như bạn muốn thể hiện một cái thành phần của một cái tổng thể nhưng trong đó cái thành phần âm đi, bạn không thể vẽ nó bằng bài chạc được, thì ở đây là waterfall là một cái chạc lý tưởng để mình làm cái chuyện đó. Ở đây nè, mình thấy là cái trong những cái đóng góp của các cái category này á bạn, mình thấy là có category thì có lợi nhuận dương nhưng mà có hai cái là có lợi nhuận âm, thì ở với cái chạc này mình có thể thấy rõ được thằng nào dương thằng nào âm, thậm chí là dương nhiều hay âm nhiều, dương ít âm ít. Ngoài ra thì cũng nhờ cái đặc tính này mà mình có thể thể hiện được một số cái chạc, một số cái biểu đồ đặc biệt như là biểu đồ về cash flow, tức là cái dòng tiền các bạn.
trong doanh nghiệp á, thì nó hay có một cái báo cáo về cash flow, thì dòng tiền mặt, dòng tiền thì sẽ có cash in, cash out, tức là dòng tiền vào và dòng tiền ra. Thì mình có thể thể hiện những cái dòng tiền mặt đó với cái chart này để thể hiện được là cái dòng tiền mình là đang vào nhiều hơn hay ra nhiều hơn, và cái balance của mình á, cái grand total, cái chart ba màu xám ấy, nó chính là cái balance của mình. Balance tức là cái số dư tài khoản mà cuối tháng hoặc là cuối kỳ. Thì khi cái dòng tiền ra vào liên tục như vậy, nhờ cái chart là mình sẽ xem được cái dòng tiền nó ra vào liên tục và cái balance mỗi kỳ là bao nhiêu. Đây là cái cách để mình quản lý được cái dòng tiền ấy. Thì đó là hai cái ví dụ mà khá là phổ biến thì mình vẽ chart waterfall. Ngoài ra thì bạn có thể tìm hiểu thêm một số cái ứng dụng khác của chart này trên YouTube hoặc là trên mạng. Dạ em cảm ơn. Dạ cho em hỏi là cái trục y running sum of profit, tại sao mình để đơn vị là g mà nó không tương ứng với cái bình trên từng cái lăng chạy? Mà nó rõ to được mà nó hơi nhỏ mà cũng rè rè. Dạ cho em hỏi là cái trục y là running sum of profit đó, mình đang để đơn vị là g mà không phải tương ứng với, tương ứng là billing trong từng cái sub category với mình. Chính xác thì ở đây thì nó là đơn vị tỷ mà mình không, có thể là Thái đang chỉnh cái đơn vị đó như thế nào đó mà mình không có hình dung lắm. Đây một, tại vì cái chữ b với chữ g thật ra ở đây á, là chữ mình thấy là nó đang là để là tỷ đấy. Một tỷ này không từ cái như cái accessory là một tỷ, nó là nó từ không g tới một g, mà có thể là Thái định dạng cái này là do cái định dạng con số của Thái nó làm ảnh hưởng tới con số hiện tại. Dạ đúng rồi, thì bên em cũng đang để cái trục y là billing, mà không biết ý đồ của anh Thái là sẽ chuyển thành g thì để có ý đồ gì. Chắc là cái này là để format thôi, cái đuôi đó mình chỉnh được mà, mình tùy chỉnh được mà. Cái này có thể là do Thái phọc mát. Ồ, cái câu hỏi của bạn ấy thì mình đang thấy là ở cột này là cột G đúng không? Mình đang nói là cái phần này thì mình sẽ chỉnh lại một chút thôi. Chắc là phần này mình bấm lệch vào cái gì. Như cái đó nó ở phần scale á anh thấy rồi. Nó ở phần scale á. Em đang xem bởi vì em không động gì với cái phần này. Em đâu còn không có động gì với phần sum profit này sao ấy. Chuyển sang dạng g thôi. Em bo lại chỗ format đi. Em chỗ sum profit chắc cái trên rau á, sum profit trên rau em bo format để từ từ thôi, đừng có múa. Và number. Number dưới kìa, ở dưới đấy. Năm custom đấy, chỉnh lại billion. Mày múa nhanh quá làm gì, đâu có em mừng múa đâu. Rồi ok rồi đó em gái ơi. Đây chữ B nó về là chữ B rồi nè. Vâng, em cảm ơn. Còn bạn nào thắc mắc nào nữa nhỉ? Với cho em hỏi là trước giờ mà em thấy là sử dụng filter rồi hết các thứ rồi mà chưa cái dùng cái bay này anh. Thì cái bay này nó có tác dụng gì ta?
cái bay đó nó là một kiểu của slide sau á bạn. Nó có thể cho cái chart của mình chạy theo từng từng giá trị của một cái chiều dimension. Mà thường là cái chiều mà mình hay để nhất là cái chiều 5 á. Thái kéo vào order date và bay cho bạn xem thử nha. Rồi, ở đây mình thấy này nó có cái slide chạy không? Đây, khi nó đây này. Mình cách qua từng cái cho nó chạy. Đó, đây nó chạy qua từng năm, nó thay đổi qua từng năm mà thấy không? Mình có thể là thiết kế theo kiểu slide sau á. Dạ, em cảm ơn. Thì nó chỉ có mỗi cái tính năng slide sau này thôi đúng không anh? Đúng rồi, chủ yếu là nó làm tính năng slide sau này. Là cái slide sau này thường mình để là đơn vị là ngày tháng năm. Còn cái đơn vị tiền nữa mình có thể để nó chạy qua một cái chiều dimension bất kỳ. Ở đây á, là mình cho nó chạy qua chiều năm là vì đây là cái thông dụng nhất á. Tức là cái này nó sẽ thể hiện sẽ thay đổi qua từng năm được. Còn mà nếu như bạn bỏ cái ví dụ bạn bỏ region lên trên pay á thì nó sẽ chạy qua từng vùng. Mỗi pay ở đây là một cái trang, một cái view á, một cái view mà mình đang nhìn nè. Bạn thấy đang là waterfall 2020 không? Thì nó có thể là waterfall 2018, 19, 2020 hoặc là waterfall là ở vùng miền Đông, vùng miền Tây, vùng Bắc, vùng miền Nam. Dạ rồi, em cảm ơn. Tức là nó sẽ cho mình thành một cái slide sau mình muốn chạy nó qua từng kỳ để mình sau lên mình trình diễn nó, mình design nhé. Đây là một cái tính năng khá hay để bạn sử dụng khi mà mình đi design chẳng hạn. Dạ, cảm ơn anh. Mọi người còn câu hỏi thắc mắc gì không ạ? Nếu không thì mình chuyển qua dashboard luôn ha, cho nó kịp. Và tiếp theo thì mình sẽ xây dựng một cái dashboard để dựa trên các nội dung mình hôm nay mình đã học ha. Mình sẽ đặt tên cho nó đó chính là dashboard training này. Ok. Thì như thường lệ thì mình sẽ chọn về dạng size này, đó chính là dạng automatic để nó sẽ full cái màn hình mà chúng ta đang có theo từng cái laptop hay là máy tính của chúng ta. Ok. Thì đây ngày hôm nay chúng ta đã thực hiện tạo đó chính là bốn cái chart là scatter plot, scatter plot trên line, waterfall và ba chart nữa. Thì mình sẽ kéo từng những cái chart này vào trong bảng thôi. Đây mình sẽ kéo đầu tiên là scatter plot vào đây. Tiếp theo là scatter plot trên line. Mình sẽ để cho nó phía dưới này, đây chính cái ô màu xám này. Phần này mọi người thả vào thì nó sẽ tương ứng với ô màu xám. Mình sẽ để cho nó phía dưới đi. Ở tiếp theo là waterfall chart, mình sẽ để bên cạnh này, nằm phía bên tay phải của scatter plot. Tiếp theo một phía dưới là band bar chart, mình sẽ cho nó phía dưới này. Ok chưa? Và tiếp theo mọi người sâu, có thể sâu cái phần này lên, tên cái dashboard của chúng ta. Ok, thì tiếp theo mọi người thấy là cái phần dashboard của chúng ta nó có rất là nhiều những vấn đề đúng không? Ví dụ như đây, band bar chart này. Hay là những cái thông tin nó ở trên các biểu đồ này nó không thực sự cần thiết cho lắm. Thì mình sẽ chỉnh sửa lại. Đầu tiên nha, cái phần các cái phần trục này mình sẽ cũng như là cái phần kẻ ngang này mình sẽ ẩn nó đi. Mọi người chuột phải vào format này. Tiếp theo mọi người đến với cái phần đó chính là cái đường line này, ô cuối cùng này. Mọi người thấy cái ô grid line đúng không? Đây chính là các đường này, các đường tương ứng các cái ô của chúng ta. Mọi người sẽ để cho nó về năn. Họ thì nó sẽ ẩn hết đi các cái ô này. Nó sẽ chỉ còn các cái đường này trên zero line của chúng ta. Đây chính là các cái trục OX, OY của chúng ta hay học ngày xưa đó. Ok. Tiếp theo thì mình sẽ thấy được hai cái phần này, hai cái ô trục này. Mình tạm thời mình sẽ ẩn đi. Đó. Bởi vì chúng ta đã có được đó chính là dựa trên trực quan hóa bằng là hai cái màu của cho nên cái tư duy á. Cái tư duy lối mòn mình không có bị cái tư duy lối mòn mình không có bị
cái ngày đầu khi mà mình bước chân vào cái ngành bảo hiểm đó, thì khi mình nói với những cái người mà có kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo hiểm đó, là cần phải thay đổi cái mô hình mà tiếp cận với khách hàng. Mình nói cụ thể ha, anh chị, cụ thể trong cái việc là mô hình anh chị nào đang ở hai cái mic cùng lúc để tiếp cận, mọi người có thể tắt mic phần này đi không, có nhu cầu về bảo hiểm đó. Em mail đi ta. Mình sử dụng đó em là online. Mình sử dụng OK, mình tiếp tục. Ở đây thì mọi người thấy là mình đã trực quan hóa, thứ nhất là bằng cái màu đúng không? Lợi nhuận này. Đó, những phần nằm phía trên và phía dưới này. Thứ hai đó chính là cái size của phần sale đúng không? Kích thước tương ứng với cái giá trị sale. Dưới này thấy scatter plot trendline. Mình đã có các cái màu tương ứng với các category rồi. Đó, mình sẽ ẩn. Thứ nhất là mình ẩn hai phần này đi. Profit này và sale. Mình sẽ ẩn cái này đi. Tiếp theo là các cái phần đường ở các cái ô này. Mình chuột phải format. Mọi người chọn cái phần grid line này. Mọi người chọn none đi thôi. Mình sẽ ẩn đi. Đó, phần này. Ở đây thì mình sẽ cố gắng mình giữ lại hai phần này. Các trục này zero line này. Đây chính là các trục mình sẽ thực hiện đối chiếu và so sánh. Tiếp theo một chút đó chính là đối với waterfall chart. Thì chúng ta cũng sẽ ẩn cái phần này đi. Sub category này. Rồi mình đã có cái phần tên này ở phía dưới này rồi đúng không? Mình sẽ ẩn phần này đi này. Tiếp theo là đó chính là cái phần này. Vì chúng ta đã có các cái phần giá trị tương ứng với các cái phần ở Canva rồi. Ta sẽ ẩn đi. Và tương tự như vừa rồi. Grid line chúng ta sẽ bỏ. Grid line này thì nó sẽ có ở phần row thôi. Vì mọi người thấy đó chính là các cái hàng ngang này. Nó sẽ nằm ở cái phần row. Mình sẽ bỏ chọn phần năn này. Ok. Phần tên này thì mọi người thấy là nó đang tương đối là cao và dài đúng không? Mình sẽ phải kéo nó xuống. Mình rút gọn đi. Tiếp theo ở phía dưới này ba ăn ba chạc thì chúng ta sẽ thấy là có hai cái trục này. Mình sẽ ẩn nó đi vì chúng ta đã một lần nữa chúng ta đã có nó chính là nó nằm ở trên cái phần giá trị này rồi. Tiếp theo là doanh thu trung bình. Chúng ta sẽ ẩn đi. Và đây mọi người thấy là chúng ta đang có rất là nhiều những cái sub category này đúng không? Mà nếu chúng ta để một cái interview, nếu như mà trong cái quá trình thực hiện ấy chúng ta có thêm khoảng tầm 10 cái sub category này thì chúng ta sẽ không thể thấy được một cái gì ở trên cái phần 3x3 đúng không? Thì chúng ta sẽ chuyển về là chính là dạng fit width. Nó sẽ fit với cái ô cái chiều rộng của chúng ta như thế này. Và chúng ta khi mà chúng ta thấy ấy, các cái phần này chúng ta sẽ kéo nó xuống, chúng ta xem một cách rất là dễ dàng đúng không? Tiếp theo thì mọi người sẽ ẩn cái phần grid line này đi, cũng tương tự như vừa rồi thôi. Thì đây đó chính là các đường cột dọc này. Mình sẽ vào phần column và mình bỏ chọn cái grid line đi, chuyển nó về 5. Tiếp theo mọi người thấy đó chính là cái sub category này. Mọi người các cái phần thứ tự này đúng không? Không sắp xếp một cách đồng đều, mọi người cũng sẽ chuột phải format giúp em và mọi người chọn nó ở phần alignment này. Đây là thứ tự sắp xếp này, các cái vị trí này mọi người chọn, có thể chọn căn trái này, căn phải. Ở đây thì em sẽ chọn căn phải là căn trái. Hoặc là đây thì mọi người cũng có thể kéo rộng cái phần này ra, cái phần rộng thanh ba này ra, mọi người kéo để cho phần biểu đồ mọi người nhìn nó dễ nhìn hơn. Cái phần tên này thì mình em sẽ cho nó chữ nó đậm này. Đậm lên một chút rồi em đổi màu. Đây thì mọi người có thể chuyển các cái màu này, em sẽ chuyển nó sang màu đen chẳng hạn. Này. Tiếp theo thì mình có thể thêm một số những cái bộ lọc nữa. Mình sẽ vào một cái trạc, mình sẽ thêm một cái bộ lọc và mình sẽ thêm cho toàn bộ cái dashboard của chúng ta. Đó, mình sẽ đến cái bộ lọc này.
Thì ở đây thì mọi người thấy là mình có thể thêm những cái bộ lọc, ví dụ như order date này. Thì mọi người xem next. Ok rồi. Tiếp theo thì mình sẽ thêm một số những cái bộ lọc khác, ví dụ như là theo lọc theo vùng miền này. Mình chọn all. Ok. Sau đó một số những cái cấp nhỏ hơn, ví dụ như là đến tỉnh thành đó, mọi người sẽ chọn all tất cả. Đó, ok. Tiếp theo thì em có thể xem thêm một số những bộ lọc khác, ví dụ như là theo cái phân khúc khách hàng, segment. Ví dụ như category này. Nó có thể cao hơn với những subcategory. Ok, quay trở lại với dashboard của chúng ta. Chúng ta sẽ chọn một cái phần mũi tên trỏ xuống này. Mình sẽ lấy filter từ cái phần này ra. Đầu tiên thì đó chính là cái order date này. Mọi người sẽ click chọn, nó sẽ ra phía bên này. Thì ở đây thì mình sẽ cho cái phần kéo phần order date này vào đây. Đây, nó sẽ nằm phía ngang này, phía dưới cái phần tên tiêu đề của dashboard đúng không? Sau đó thì mọi người sẽ kéo thêm một cái horizontal, thả nó vào. Đây, chúng ta đã có một cái ô horizontal và chúng ta sẽ kéo ngược cái phần order date này vào đây thôi. Đó, thì nó sẽ nằm trong cái phần horizontal mà chúng ta đã tạo. Tiếp theo thì mình sẽ thêm một số những cái filter khác. Ví dụ như là vùng miền đi. Ở đây thì chúng ta sẽ chuyển về dạng là multi drop down. Tiếp theo đó chính là tỉnh thành. Thì như vậy chúng ta đã có được một số những cái filter trong này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ chỉnh lại một chút format về cái dashboard của chúng ta. Chúng ta sẽ vào phần dashboard này, chọn format. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ làm nổi bật hơn về các cái title, các cái phần tên của những cái phần này. Mọi người sẽ vào phần đó chính là sharding này, mọi người chọn các cái màu. Cho cái này. Hoặc là mọi người có thể chọn một phần more color này. Này đúng không? Mình chọn cái màu này chẳng hạn. Dưới này chúng ta có phần chỉnh về cái độ trong suốt của cái phần này. Hoặc là mọi người cũng để chỉnh cái phần tên tiêu đề này bằng cách chọn cái phông chữ cho nó. Ở đây thì em sẽ có thể chọn nó Arial chẳng hạn. Ok. Cho chữ đậm một chút. Được chưa? Tiếp theo thì chúng ta đã thấy ở trên này chúng ta có một bộ filter này rồi. Tiếp theo thì mọi người sẽ có thể tùy chỉnh cái filter này. Ở trên này chúng ta apply cho từng những cái worksheet mà chúng ta muốn xem. Ví dụ như ở đây thì em đang có cái order date đúng không? Thì em sẽ xem cho tất cả những cái phần này. Thì em sẽ chọn all hoặc là em sẽ xem một của waterfall này thôi. Em sẽ chọn thêm waterfall. Và ban 3 này thì mặc định nó đã có sẵn rồi. Ở đây thì anh chị có thể kéo để thấy sự thay đổi như thế nào. Thì cái phần dữ liệu như thế này nó sẽ thay đổi theo. Còn ở trên này chúng ta không apply phần filter thì nó sẽ không thay đổi theo. Tiếp theo vùng miền thì chúng ta sẽ
chọn ở đây thì em sẽ cho vùng miền nó apply all. Tương tự với cấp vùng miền là tỉnh thành thì em sẽ chọn apply all. Và phía dưới này tương tự cũng như vậy thì anh chị cũng thể chọn các cái phần phân cấp, các cái phần mà biểu đồ mà anh chị muốn apply phần filter này vào. Thái bạn chỉ lại cái cách mà mấy cái header làm format một lúc luôn á. Đây đúng không? Đúng rồi, mình làm được từng ô riêng à. Ok đây, thì chị sẽ vào phần dashboard này. Đây, chị vào phần format này. Chị đến với cái phần đó trên là worksheet title này đấy. Đây thì sẽ chọn, ví dụ ở đây sẽ chọn một màu khác này. Chị sẽ chọn cái màu xanh này. Đấy, nó sẽ chuyển về hết tất cả các cái worksheet title này. Đó. Còn em sẽ chọn cái phần màu vừa rồi em đã chọn. Phần này thì tùy mọi người, mọi người sẽ chọn cái màu nào mà mọi người thích. Rồi, cảm ơn thầy. Và mọi người có thể một cái tùy chỉnh đối với filter ấy, thì đối với từng những cái này thì mọi người sẽ có thể chọn này. Đặc biệt đối với những cái mà các cái thông tin mà chúng ta trỏ xuống rất là nhiều ấy. Thì có thể trong quá trình chọn chúng ta sẽ chọn nhầm một số cái. Thì ở đây mọi người sẽ bật cái phần đó như là show button này, apply này. Đó, thì khi mà mọi người có thay đổi này, thì phần biểu đồ của chúng ta sẽ tạm thời nó sẽ chưa thay đổi. Và nó sẽ cần một cái nó sẽ được bước chúng ta xác nhận apply. Thì khi mà chúng ta chọn nhầm ấy, thì dashboard của chúng ta nó sẽ chưa vội vàng thay đổi. Và thông tin của chúng ta sẽ không bị sai. Ở đây thì em sẽ xem ví dụ như miền Bắc, miền Tây, Nam Bộ nha. Chọn. Và khi mà apply thì nó sẽ mới thay đổi. Nếu mà chúng ta không có cái bước apply ấy, thì nó sẽ không có cái sự gọi là thay đổi theo. Khi mà giả sử chúng ta có chọn nhầm. Và ví dụ như tỉnh thành này. Khi mà tỉnh thành như này, ví dụ như anh chị có kéo chọn hoặc là click nhầm ấy, thì nó sẽ thay đổi theo luôn. Như thế này. Thì đây thì mình sẽ bật một cái nữa, đó chính là cái phần apply button này lên. Mọi người sẽ vào phần customize này, mọi người sẽ chọn vào phần show apply button. Ok chưa? Đó, thì khi mà mọi người chọn này, chọn một số cái, nó sẽ có phần bước cuối cùng là apply. Thì sẽ không có hạn chế được cái việc mà chúng ta chọn nhầm và dữ liệu nó sẽ không bị sai lệch theo cái hướng mà chúng ta muốn thể hiện ở trên biểu đồ. Hoặc là ví dụ ở đây chúng ta có thể thêm một cái phần filter mà ở trên Tableau, một cái tính năng khá là hay, đó chính là chúng ta có thể filter bằng chính những cái thành phần mà chúng ta đang thể hiện ở trên biểu đồ. Đúng không? Ví dụ như là ở đây thì em sẽ thể hiện tạo một cái filter cho dashboard này đi. Em sẽ tạo một cái action này. Đấy. Chúng ta sẽ add action filter này. Chúng ta sẽ sử dụng filter là chính cái bảng 3x3 chạc này. Nó sẽ thay đổi khi mà mọi người chọn ấy, phần select này. Nó sẽ thay đổi trên các cái phần mà chúng ta đã có trên cái biểu đồ của chúng ta. Đó, ok. Ví dụ như em sẽ chọn sản phẩm phone này. Đó, thì mọi người thấy được là hai cái scatter plot này nó sẽ hiển thị theo các cái giá trị của các sản phẩm phone này. Đây, nó sẽ thay đổi theo. Và phía trên này thì chúng ta đang thể hiện theo đó chính là cái doanh thu, cái lợi nhuận của cái theo từng nhóm sản phẩm đó. Thì chúng ta chọn là phone thì nó sẽ chỉ thay đổi theo là phone thôi. À, để bỏ chọn thì mọi người sẽ click lại. Click này. Sẽ quay trở lại rồi. Phần này thì chúng ta cũng sẽ cho chỉnh lại một chút với phần title này. Cho tên nó đậm này. Cũng cho nó một cái xác định.
là đây mọi người cũng có thể chỉnh về kích thước này, tùy cho. Đây chính là cái phần dashboard mà chúng ta đã thực hiện xây dựng trong buổi training ngày hôm nay. Phần này thì mọi người còn câu hỏi thắc mắc thì không? Nếu mọi người không thắc mắc thì cho tôi hỏi việc khác nha. Thế còn anh có câu hỏi gì ạ? À, tôi muốn hỏi thăm á, là cái mấy cái chart này mình có thể insert vô giống như là Power BI là những cái chart mới vô không cái Tableau á? Ờ, tức là sao ạ? Cái Power BI thì nó có thể insert những cái custom chart vô, những cái kiểu mới vô, còn cái Tableau này có không ạ? À? Anh hiểu ý tôi không? Cái đó là mấy cái extension của bên thứ ba hả? Mấy cái extension bên thứ ba thì bên này cũng có nha, nhưng mà cái nói thì không phải của hãng mà của phép bạch tây, đa số là của phép bạch tây thôi. Mình vẫn có một số cái extension giúp vẽ chạc dễ hơn, hay là vẽ được những cái chạc mà nó đa dạng hơn ấy. À, tức là cũng có cũng intention vô phải không? Đúng rồi đấy. Đây chính là phần này. Phần intention dạ ok. Dạ rồi rồi. Dạ em thấy. Với anh Thái cho em hỏi ngồi lề chút. Em xài cái Tableau Blab á. Mà em bỏ file CSV vô mà sao em xuất ra file Excel không được ta? Xuất được nhưng mà nó lại bị liền dữ liệu á, nó không có chia theo từng cột như Excel á. Chưa hiểu lắm là bạn làm như thế nào? Dạ ý là em bỏ ở trong Tableau Blab á, em input vào là file CSV. Sau đó thì em cũng tổng hợp dữ liệu các thứ, tới cái bước tổng hợp á thì em chia từng cột ra. Thì lúc mà xuất ra file Excel á thì xuất file Excel. Nhưng mà nó lại không có chia theo từng cột đó anh. Mà nó lại dính liền trong một hàng luôn. Cả dữ liệu, cả string rồi các thứ luôn. Bạn xuất ở định dạng CSV hay là xuất ở định dạng Excel? Em xuất ở Excel á. Thế nào tao mình sau lên dùm được không? Sau màn hình. Tại giờ em cái của bạn đang hỏi là bên Tableau Brave. Dạ đúng rồi, tại giờ em không có máy ở đây á. Là ý em hỏi á là tạo cái boss trên Facebook để khi nào mà bạn có máy bạn tạo cái boss trên Facebook đi đọc dùng á. Dạ. Mà về cơ bản á thì từ CSV mà xuất ra Excel là bình thường đúng không anh? À, đúng rồi. Dạ, em cảm ơn. Nhưng mà nếu mà bạn xuất kiểu đó thì mình không khuyến khích là dùng Brave để mà xuất ra file Excel nhé. Tại vì thằng Tableau với lại thằng Power BI hay là Microsoft ấy, thì nó cũng không có thân thiện nhau lắm. Dạ. Yeah. Cho nên là nó vẫn có tính năng đấy để đáp ứng, nhưng mà nó sẽ không có chú trọng lắm về cái tính năng đấy đâu. Mà chủ yếu là thằng Brave, một là bạn đẩy vào database. Yeah. Hai là bạn đẩy public cái data source đó lên trên server của Tableau, còn ba là bạn đẩy ra file Hyper. Đó là những cái hướng đi mà nó tiện hơn, nó đúng chuẩn của Tableau hơn và nó sẽ có hiệu quả cao hơn ấy. Chứ còn nếu mà bạn đẩy ra CSV với Excel ấy, thì nhiều khi nó bị vỡ format ấy. Yeah. Nó vỡ format đó thì mình chỉnh lại format cũng dễ thôi, thì cần vào mày mò tay chân một xíu. Dạ yeah, rồi, cảm ơn anh. Cho em hỏi triển khai một cái Tableau trên Tableau server ấy ạ. Ví dụ bây giờ mình làm xong một cái đã bước rồi mình triển khai trên Tableau server để triển khai cho một người dùng cuối thì cách triển khai là như nào? Mình publish lên thôi. Đúng rồi, đây. Mình sẽ hướng dẫn bạn phần này. Đây. Thì khi bạn xong một cái dashboard này rồi thì bạn này. Bạn có vào phần đó trên là public này. Ở đây mình sẽ quên mất.
thì bạn có thể public vào cái Tableau online hoặc là một cái server đấy của bạn, mình sẽ tạm thời vào cái Tableau online ha. Anh thấy cái Tableau online là tên gì á trời? Nhưng chỗ này mình phải tạo user hay phân quyền gì không ạ? Ví dụ như là, ví dụ như mình có tính bảo mật thì phân quyền. Thấy anh lệch đây à? À có, phần này hoàn toàn mình có thể phân quyền nhé. Ví dụ mình có thể phân quyền cho người này xem, hoặc là người này chỉ có quyền là một người có thể xem sửa, hoặc là một người đấy chỉ có thể là xem thôi. Mình có thể hoàn toàn chỉnh sửa cái phần đấy. Có phân quyền được vào cái tỉnh thành ạ, ví dụ tỉnh nào chỉ được xem tỉnh đấy không ạ? Được ạ. Mình sẽ sử dụng cái filter. Đây. Thì khi mà bạn đăng nhập vào, mình đang đăng nhập sử dụng cái Tableau online, hoặc là bạn có thể sử dụng cái Tableau server của bạn, ở đây mình đang sử dụng online nha. Thì bạn public này, public workbook này. Đây thì cái vị trí này là cái project bạn lưu này. Đó, tên này. Đây, sau đó thì bạn ấn public thôi. Thì nó sẽ lên cái Tableau online của bạn, hoặc là đối với Tableau server thì nó lên cái Tableau server. Đó. Còn đối với phân quyền ấy, thì bạn có thể vào phần permission này. Đây. Bạn chọn một số những cái thành viên như thế này. Đó. Bạn xem. Bạn add cho người này cái quyền gì. Đây đúng không? Ví dụ như này. Ví dụ như đây. Mình phân quyền bạn này. Đây. View đúng không? Bạn cho xem đúng không? Filter. Bạn ẩn cái phần quyền này đi. Đây. Comment này. Add comment này. Download này. Download full data đúng không? Mình sẽ chỉ cho bạn này xem thôi. Mình sẽ ẩn cái phần quyền này đi. Thế còn chỗ phân quyền vào một tỉnh bất kỳ chỗ nào? Để một người ở tỉnh nào chỉ được xem của tỉnh đấy ấy, thì là vào chỗ nào? Cái phần phân quyền theo tỉnh ấy, thì bạn sẽ tạo một cái filter ở trên tỉnh, rồi sau đó thì bạn sẽ kéo nó vào thôi. Anh Thái, cái Tableau online của anh Thái là tên gì ở chợ nè? Tableau online ạ. Khi mà anh đăng nhập vào ấy, thì nó sẽ có một cái phần là Tableau online ở dưới thôi. Đây thì em làm lại anh ha. Đây này. Đây thì anh sẽ ấn chọn một cái Tableau online này. Đó, thì nó sẽ tự động vào cái Tableau online cho anh. Không phải, tôi muốn tham khảo những cái file này của anh Thái ở trên mạng đó, là nó đập tên gì ở trên đó à? Cái này mà anh không có tài khoản của cái site online của BSD thì anh đâu có vào được rồi. Mình phân quyền, mình cái bản online là bản on cloud, nhưng mà mình phân quyền của tổ theo doanh nghiệp mà. Cái phiên bản mà Thái đang dùng đó là vào cái site tập đoàn online của công ty BSD. Thì cái này là phong quyền công ty, mà cho nên là anh đâu có, anh người ngoài anh không có tài khoản thì sẽ không vào được. Còn nếu như mà muốn chia sẻ cho cộng đồng á thì mình sẽ public lên cái Tableau public. Chia sẻ cái workbook anh ra để mọi người ai cũng vào được coi ấy, thì mình public lên cái Tableau public. Thì Tableau public nó cũng là một phiên bản của Tableau online, nhưng mà dành cho cộng đồng chia sẻ lẫn nhau. Yeah. Còn đây là cái Thái đang trình diễn là public lên cái Tableau online của doanh nghiệp, là doanh nghiệp nào vô được vẫn doanh nghiệp đấy thôi. Rồi. À Thái, em vô một trong các sheet bất kỳ đi Thái. Alo ạ. À? Alo, em vào một trong cái một sheet bất kỳ đi. Go to for start the block. Rồi thì hồi nãy cái chị gì đó mà hỏi là mình muốn phân quyền theo vùng miền á, thì mình vào cái chỗ Windows á. Trên cái thanh Windows. À đây là, sau đây mình nhầm cái chỗ server đây. Server đây, create user filter này, tức là đang tạo ra một cái bộ lọc dựa trên user. Thì ở đây mình tạo bộ lọc dựa trên tỉnh thành này hoặc là vùng miền này, mình có thể tạo bộ lọc dựa trên tỉnh thành hoặc vùng miền đó. Vì cái này là mình phải connect vào trong cái site của doanh nghiệp rồi mình mới phân quyền.
Rồi thì ở đây là chị gì nè, mình để ý này, mình sẽ phân phân quyền dựa trên những cái member member ở đây là member những cái giá trị của cái trường mà mình chọn ấy. Thì hồi nãy là Thái chọn cái trường là tỉnh thành, thì bây giờ mình sẽ phân quyền dựa trên tỉnh thành, rồi mình tích chọn những cái tỉnh thành nào á là sẽ tương ứng với lại những cái user nào bên tay trái á chị. Rồi. Đó, thì đây là cái cách phân quyền mà dựa trên một cái trường bất kỳ luôn, mình có thể phân quyền dựa trên vùng miền, dựa trên tỉnh thành, hoặc là dựa trên ngành hàng, hoặc là thậm chí là sau này mà trong dữ liệu của anh chị có phòng ban thì mình phân quyền dựa trên phòng ban, có cửa hàng ấy, thì mình sẽ phân quyền dựa trên cửa hàng được. Đó là phân quyền dựa trên một cái trường có sẵn ở trong dữ liệu của mình luôn á. Rồi, vâng. Rồi, ok. Rồi, em cảm ơn. Thầy cho mình hỏi chút. À, sao vâng ạ? Thầy có thể cấp lên cho mình xa cái màn hình, mình hỏi thầy lỗi ngay lúc mình public thầy upload được không? Ok. Mình ví dụ như mình có một cái dashboard, ví dụ như thế này mình muốn public lên để share cho người khác xem ấy, nhưng mà nó bị cái lỗi này thì nó là như thế nào? À, cái phần này thì anh đang chưa check cái data của mình, anh ok cho em. À, ok đi. Ờ, anh vào cái phần data suộc. Data suộc, thẻ data suộc ở dưới cùng nhé. Ok, anh chuyển về dạng check cho em ấy. Đây cái connection này. Ở đây đúng không? Đúng rồi, anh chọn cái phần đấy. Ok chị ạ. Tiếp theo là đến cái phần gì vấn đề nó đang báo sai, báo lỗi đấy. Rồi, tiếp theo để anh lưu lại cái này đi. Lưu lại tại một cái vị trí mà anh hay dùng. Rồi, anh vào lại phần server này. Như em public rồi đúng không? Đúng rồi. Như thế này là được rồi, đúng anh. Đâu nhỉ, anh sẽ làm màn hình cho em. Rồi anh thử xếp đi. Rồi đó, như đấy là nó đang đẩy lên cái Tableau public của mình rồi đó. Rồi sau đó thì anh có thể gửi cái đường link này cho mọi người để mọi người có thể xem cái workbook của mình thôi. Vâng, cảm ơn anh. Ok. Anh Thái share cái bữa nay cái bài tập lên public của anh đi ha. Để mọi người tham khảo được không ạ? À, ok, thì cuối buổi này thì mình sẽ public cái phần passport ngày hôm nay lên ha, rồi mình gửi lên cái group của mình. Dạ, ok, ok. À. Rồi, cảm ơn anh nhiều.
Thì buổi trên ngày hôm nay thì mọi người còn có câu hỏi thắc mắc về vướng bận gì phần nào không ạ? Dashboard thì mọi người làm ok chưa? Ok. À. Alo, Thái ơi, em hỏi chút cái đường này. À, ok bạn. Cái này nó liên quan kiến thức hôm nay, bom nó là liên quan kiến thức bộ bục sốt hồng chứng khoán á. À, ok. À, nó cũng hết giờ rồi nè, em hỏi thêm với cái mà mấy cái trang mà chẳng hạn như em cần biết.